chương 335, lại vào kinh đô, hoàng đế thối vị. Cố trảm tại thập vạn đại sơn cũng không có đại bao lâu, bất quá trước trước sau sau tổng cộng trì hoãn thời gian cũng không ngắn, chờ đến hắn trở lại võ đế thành lúc, đã đầu tháng 9. Vân Châu Thiên Bắc, đi vào cuối mùa thu sau đó, thời tiết liền cực tốc hạ nhiệt độ, nhưng là, hôm nay võ đế thành cũng không một dạng, đến cái này cuối mùa thu sau đó, thời tiết ngược lại ấm như đầu hạ. Bởi vì võ đế thành bên ngoài, nhiều một cái kỳ cảnh một tòa trụi lũi đại sơn luôn tán phát ra cực nóng nhiệt độ cao dẫn đến võ đế thành đều trở nên rất ấm áp ngọn núi kia chính là phía trước cố trạm đối chiến tam đại tiên môn lúc ngự linh tông chủ cái kia phóng hỏa bảo bình bị đánh nát sau đó rơi đến này tòa trong núi bởi vì có cố trạm kịp thời điều đến võ đế thành xung quanh mấy cái sông lớn đem này tòa đại sơn vây quanh không có dẫn lên không thể khống thế lửa nhưng là ngọn núi kia như cũ là đốt đi gần nửa tháng mới dập tắt rất nhiều sơn thạch đều bị đốt thành cát bụi mà hỏa diệt sau đó ngọn núi kia lại như cũ phóng thích nhiệt độ cao kéo dài không thôi cũng vì vậy mà sinh ra một tòa kỳ cảnh gần nhất có rất nhiều võ giả đều chủ động chạy đi cái kia bảo bình sơn tu luyện ta sư phụ nói phạm nhân đều vô cùng gầy yếu võ đế phủ bên trong vinh diệt sơ cùng cố trảm tương đối mà ngồi vinh diệt sơ chấp tay nói hiệu quả còn phi thường tốt đặc biệt là bây giờ tu luyện kiến thần chi pháp những cái kia võ giả lấy được lợi ích rất lớn cái kia hỏa không phải phàm hỏa đối chu y luyện thể chất có rất lớn trợ giúp cố trảm hơi hơi gật đầu nói ra nói như vậy ngược lại là có thể nhiều lộng một ít đánh nhau mài thể chất có chỗ tốt bảo vật đến võ đế thành nói trắng ra là võ đạo cùng tu chân đạo khác nhau ngay tại ở một cái tu mệnh một cái luyện thể tu chân giả coi trọng thần hồn linh hồn siêu thoát khi phạm nhân trong miệng biết được có triều đình. Võ giả coi trọng thân thể, nhục thân siêu thoát. Dứt lời, cố trạm khoát tay áo, nói, nói một chút gần nhất tình huống. Vinh Diệt sơ mỉm cười, chắp tay nói, chủ công Trung Thu cùng tiên môn một trận chiến, thành tựu võ đế danh tiếng, Vân Châu cũng liền thành võ đạo duy nhất thánh địa, thiên hạ các nước võ giả đều chen chúc mà tới. Nhiều người, không thiếu nhất đúng là thiên tài đột phá kiến thần cảnh người đạt đến một cái giếng phun thức bạo phát bất quá chủ công có thể yên tâm trải qua lần trước thanh tẩy võ đế phủ căn cơ đã kiên cố sẽ không xuất hiện ở hiện phát triển quá nhanh mà căn cơ bất ổn tình huống mặt khác võ đế thành một trận chiến cũng nhượng vân châu thành thiên hạ võ giả cuối cùng tịnh thổ đại đa số võ giả có thể so với chúng ta võ đế phủ càng muốn duy trì cái này vân châu cũng là không cần quá lo lắng hội tạo thành hỗn loạn hơn nữa bây giờ cổ gia, võ lâm minh, quân đội, cẩm y vệ, bắt đấu bang, đều đã xử lý được không sai biệt lắm, Vân Châu, có thể nói thùng sắc một khối. Cố trảm gật đầu, lại hỏi, cái kia lạc Vân Tông cùng cái kia yểm Nguyệt Tông, tra đến bọn hắn sơn môn vị trí sao? Vinh Diệt sơ hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, cái này là học sinh hôm nay chủ yếu muốn hướng ngài bẩm báo sự tình. Nói, kết giới bên trong không hoàn toàn là tu chân giả. Đương nhiên không phải sự tình có điểm phiền toái cố trảm nghi ngờ nói như thế nào hai cái này tông môn còn có cái gì cường đại nội tình ư vinh diệt sơ lắc đầu nói ra không phải hai cái này tông môn có cái gì đặc thù mà là bởi vì chủ công ngài võ đế danh tiếng đã nhượng tu chân giới đều kiên kỵ cái kia hai cái tông môn đã bị ngài đánh cho tàn phế bất quá chính là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật nhưng là tu chân giới muốn lợi dụng hai cái này tông môn đến nhằm vào chúng ta võ đế phủ. Cố trảm hơi hơi nhíu mày. Vinh Diệt Sơ tiếp tục nói ra, Yểm Nguyệt Tông cùng Lạc Vân Tông trốn về Vân Tây. Lập tức bị Thanh Châu các đại tiên môn tiếp nhận, mà Thanh Châu, Lương Châu, Thương Châu Ba Châu tiên môn, tổng cộng có hơn 10 nhà, liên thủ tổ thành một cái vạn pháp tiên minh. Cố trảm nhíu nhíu mày, nói, những này môn phái tu chân từng cái đều mới từ kết giới tiểu động thiên bên trong đi ra, như thế nào đều là mấy ngàn năm không có lui tới, lại có thể nhanh như vậy liền tạo thành liên minh. Đại thế Sở Xu. Vinh Diệt Sơ nói ra, ai đều biết rõ, linh khí hồi phục sẽ có càng ngày càng nhiều tiên môn hiện thế, mà càng đến đằng sau, hiện thế tiên môn cũng liền càng cường đại, bây giờ xuất hiện. Ngâm. Đều là một ít nhị tam lưu tông môn, bọn hắn tuy nhiên đối mặt phàm gian cao cao tại thượng, thế nhưng lo lắng sau này những cái kia càng ngày càng cường đại tiên môn xuất hiện bọn hắn cũng sẽ không có nhiều đặc chân chi địa cho nên những này nhị tam lưu tông môn liền bắt đầu lựa chọn báo đoàn sưởi ấm bây giờ hạ quốc cảnh nội là cái này vạn pháp tiên minh tổ hợp nhanh nhất mặt khác rất nhiều địa phương tiên môn cũng đều bắt đầu mơ hồ có liên minh khuynh hướng đối với những này tiên môn mà nói này là phương thức tốt nhất trải qua vạn năm mạc pháp thời đại rất nhiều tông môn đều đã biến mất lưu lại đến tiên môn, kỳ thật là mười không còn một, cũng liền ý vị nhân gian tài nguyên là đủ nhiều. Những này tiên môn kỳ thật không có cần phải vì tranh đoạt tài nguyên mà lẫn nhau chi gian công phạt, bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể thương lượng phân chia địa bàn, mà thành lập liên minh liền có thể có một cái phân tài nguyên bình đại, đồng thời, cũng không đến mức chờ đến đằng sau những cái kia cường đại tiên môn hiện thế sau đó hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Cố trảm gật đầu, nói, cũng là đạo lý này, bây giờ vẫn chưa tới lẫn nhau tranh đoạt giai đoạn, chỉ có chờ đến năm nào. Không cần. Cố trảm khoát tay áo, nói ra, cái kia cái gọi là Hoàng Long Thượng Tiên đã tới. Tu chân giới hoàn toàn hàng thế, cách cục cùng quy tắc đã hoàn toàn vững chắc định sau đó mới có thể tiến vào một cái tài nguyên tranh đoạt giai đoạn. Chủ công sáng suốt, Vinh Diệt Sơ khẽ cười nói, hiện giai đoạn, lẫn nhau công phạt, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, dù sao thiên hạ địa bàn lớn như vậy, Huống chi, còn có càng nhiều cường đại tiên môn không có hiện thế, liền tính cướp đến tay, cũng không hẳn như vậy chính là chính mình. Cố trảm khẽ gật đầu, nói, đạo lý là như vậy cái đạo lý, bất quá, cái này vạn pháp tiên minh cũng xuất hiện được quá nhanh chút à, dù sao tiên môn hàng thế cũng bất quá mới nửa năm thôi. Hỗn loạn kỳ cũng mới vừa qua khỏi mà thôi. Vinh Diệt Sơ trầm giọng nói, cái này vạn pháp tiên minh là bây giờ thiên hạ cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đã thành hình tiên môn liên minh, luận kiên nguyên nhân, bởi vì một người, vẫn tiên phái trưởng môn trương tử hư. Cố trảm hơi hơi híp mắt. Vinh Diệt Sơ chậm rãi nói ra, người này một thân tu vi chính là lục chuyển kim đang tu sĩ, tự thân thực lực đủ cường, mà vẫn tiên phái nội tình cũng đủ cường, có 10 vị kim đang tu sĩ. Tính toán lên tới, cái này vẫn tiên phái hiện thế mới hơn một tháng mà thôi, nhưng là, hiện thế sau đó, Trương Tử Hư cũng không có giống mặt khác tiên môn như vậy, trước tiên liền đi đoạt địa bàn hoặc là truyền giáo. Mà là trực tiếp triển lộ thực lực, từng cái bái Phỏng Thương Châu, Thanh Châu, Lương Châu cái này ba châu tiên môn, thành công nói phục sáu nhà tiên môn gia nhập Vạn Pháp Tiên Minh. Đương nhiên, có người tiên môn gia nhập tự nhiên cũng liền không nguyện ý, phía trước Lạc Vân Tông cùng Yểm Nguyệt Tông chính là không nguyện ý gia nhập, Trương Tử Hư cũng không có ép buộc, mà lần này võ đế thành một trận chiến bên trong, Lạc Vân Tông cùng Yểm Nguyệt Tông bị ngài giết một trận đã phế đi, lại lo lắng ngài sẽ thanh toán, bỏ chạy quay về Thanh Châu yêu cầu gia nhập Vạn Pháp Tiên Minh, kỳ thật cũng chính là tìm kiếm che chở. Phong Đạo Cốt lão giả. Cái này Trương Tử hư vậy mà cũng đồng ý, cũng chính là bởi vì cái này đồng ý, nhưng cái này Ba Châu bên trong mặt khác mấy nhà không có gia nhập Vạn Pháp Tiên Minh môn phái tu chân cũng đều chủ động gia nhập, Vạn Pháp Tiên Minh trực tiếp thành bao phủ Ba Châu tiên môn sau đó đoạn này thời gian liên tiếp hiện thế mấy cái tiên môn cũng đều theo đại lưu trực tiếp liền gia nhập vạn pháp tiên minh cố trảm nhíu mày nói cái này trương tử hư là một nhân tài a à, dựa theo hắn làm thành như vậy mặc dù là sau này có cường đại tiên môn hiện thế vì thanh danh cũng không hảo liền trực tiếp trục xuất vạn pháp tiên minh thậm chí còn cần duy trì vạn pháp tiên minh cái này trương tử hư thao tác tương đương với nhượng vạn pháp tiên minh trực tiếp thành tu chân giới một cái quan phương cơ cấu. Mặc dù là sau này cường đại tiên môn hàng thế, hắn trương tử hư thực lực không đủ, đều có thể lấy chủ động thối vị nhượng hiền, có thể hắn thân phận cũng đã đánh lên vạn pháp tiên minh minh chủ lạc ấn, bất luận đằng sau tiếp nhận vạn pháp tiên minh chính là nhiều cường đại thế lực, đều phải thừa nhận hắn thân phận, cái kia hắn tại tu chân giới địa vị liền hội theo vạn pháp tiên minh mà nước lên thì thuyền lên. Vinh Diệt sơ sắc mặt ngưng trọng, hoàng long tử ba người đều hơi hơi kinh ngạc nói người này hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn cố trảm khẽ cười một cái nói ra bất quá hắn làm sai một kiện sự tình cái gì sự tình vinh diệt sơn nghi ngờ nói cố trảm âm thanh lạnh lùng nói hắn không nên trêu chọc ta hắn tiếp nạp lạc vân tông cùng yểm nguyệt tông cái kia liền là cùng ta vì địch cái này vạn pháp tiên minh liền không có tồn tại tất yếu vinh diệt sơ trầm ngâm trong chốc lát nói ra chủ công cái này trương tử hư còn làm một kiện sự tình cố trảm tỏ ý vinh diệt sơ trực tiếp nói vinh diệt sơ trầm ngâm trong chốc lát nói ra cái này trương tử hư hành sự phong cách cây độc ngài võ đế danh tiếng truyền khắp thiên hạ tuy nhiên vạn pháp tiên minh thực lực cường đại nhưng trương tử hư người này hành sự rất tỉnh táo vững vàng hắn cũng không có bởi vì ý vào vạn pháp tiên minh thực lực liền trực tiếp cưỡng ép ra sức bảo vệ Lạc Vân Tông cùng Yểm Nguyệt Tông, mà là kéo lên toàn bộ tu chân giới. Có ý tứ gì? Cố trảm nghi ngờ nói. Vinh Diệt Sơ chậm rãi nói ra, ngươi võ đế danh tiếng là chấn động toàn bộ thiên hạ, mà võ đạo có khả năng dao động cũng không vẻn vẹn chỉ là vạn pháp tiên minh địa vị, là cả tu chân giới đều hội kiên kỵ. Cho nên, cái này trương tử hư trực tiếp lấy vạn pháp tiên minh danh nghĩa, hướng toàn bộ thiên hạ tu chân tiên môn phát ra hiệu triệu muốn mở ra một hồi tu chân cùng võ đạo luận đạo đại hội luận đúng là võ đạo cùng tu chân ai nên tồn tại thế gian cố trảm nhướng mày nói hưởng ứng người rất nhiều vinh diệt sơ trầm giọng nói tạm thời không biết nhưng cơ bản có thể đoán được những cái kia tiên môn không hẳn như vậy đều hội bán vạn pháp tiên minh mặt mũi cũng không hẳn như vậy đều hội vì vạn pháp tiên minh mà đến cùng chúng ta võ đế phủ tử chiến nhưng bọn hắn khẳng định hội tham dự trận này đại hội. Nhưng là, tham dự người, tuyệt đối là các quốc triều đình. Cái này tư thái. Chung quy bây giờ nhân gian chi chủ còn là các quốc triều đình, tu chân giới chính là muốn cái này mặt mũi, bọn hắn là tất nhiên dung không xuống võ đạo, nhưng là, lại không quá thích hợp trực tiếp yêu cầu toàn bộ thiên hạ cấm võ, dù sao, bao quát vạn pháp tiên minh ở bên trong vô cùng nhiều tiên môn, muốn chính là vĩnh viễn nô dịch nhân gian, còn cần một cái tốt thanh danh sẽ không giống lần này yểm nguyệt tông ngự linh tông cái này mấy cái tông môn chỉ cầu trước mắt liền đại nghĩa thanh danh đều không muốn căn bản bất lợi với lâu dài phát triển tổ mạch một trong không thể so với chúng ta tiến vào kết giới sau đó liền vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài bây giờ linh khí hồi phục phật môn khẳng định so với chúng ta trước tiên ở phạm gian bố cục cái này cố trảm chỉ sợ chính là phật môn sớm an bài đi ra bố cục chi nhân Thanh ngư tử cũng phụ họa nói, mấy ngày trước đây tại Phạm Giang, ta cũng nghe nói qua cái này cố trảm danh tiếng, nghe nói chính là đương đại phạm nhân thiên hạ đệ nhất, còn là dẫm Phật môn danh trên đầu đến, sợ là Phật môn tận lực vì đó, một cái cùng Phật môn có oán thiên hạ đệ nhất nếu là ngày nào đó đều quy y Phật môn, cái kia Phật môn hiện thế sau đó, đều không cần làm quá nhiều, liền có thể khôi phục thanh danh. Hoàng Long tử truyền âm nói, đây thật là Phật môn thông thường thủ đoạn. chửi rủa cũng chỉ hội là những cái kia triều đình. Thậm chí, đến một cái thích hợp thời gian, những cái kia tiên môn còn có thể giả mù sa mưa nâng đỡ nhân gian thế lực lật đổ những cái kia thay bọn hắn bối nồi triều đình, sau đó liền đạt được tốt thanh danh, từng bước một trở thành phạm nhân tín ngưỡng, nô dịch nhân gian. Cố trảm hơi hơi hiếp mắt, nói, nếu là tu chân cùng võ đạo luận đạo đại hội, cái kia cũng cho chúng ta võ đế phủ phát thiệp mời. Phát, Vinh Diệt Sơ nói ra, xin ngài tại tháng 10 lần đầu tiên đi đến lương châu tham dự đại hội à cố trảm khẽ cười một cái nói ra liền cái này cũng muốn vừa nói cố trảm đứng dậy nói ngươi chuẩn bị một chút a à, ta muốn đi một chuyến kinh đô vinh diệt sơ sửng sốt một chút sau đó cả kinh nói chủ công ngài sẽ không phải là muốn cố trảm khẽ gật đầu nói chính là ngươi suy đoán như vậy này đi một chuyến kinh đô Ta đi tìm hoàng đế muốn cái hoàng vị, luận đạo. Ha ha, ta muốn nhượng những cái kia tiên môn đều biết rõ cái gì gọi là, trong thiên hạ, hẳn là vương thổ, xuất thổ tân, hẳn là vương thần. Cố trảm quay về võ đế thành cũng không có đã quá lâu, lưu lại một đống võ đạo bí tịch sau đó liền trực tiếp hướng kinh đô mà đi. Bây giờ Vân Châu đã đi vào quỷ đạo, hắn tại võ đế thành mang theo đưa đến tác dụng cũng chỉ có chấn nhiếp, có vinh diệt sơ, khấu bạch môn cùng cổ khuynh thành đám người phụ trách tất cả sự vụ, căn bản không cần hắn quan tâm. Mà đoạn này thời gian bên trong, thiên hạ các nước cũng đều ở trong tối triều dũng động, theo vạn pháp tiên minh tổ chức luận đạo đại hội, thiên hạ các nước cùng những cái kia môn phái tu chân đều lành nghệ bắt đầu chuyển động. Hạ quốc, Kinh Đô Thái An thành như cũ là này tòa hạ quốc đệ nhất hùng thành, hoàn thành như cũ là như vậy trang nghiêm túc mục. Phồn hoa cũng như cũ là như vậy phồn hoa, nhưng là, lại bất đồng ngày xưa vui sướng hướng vinh, ngược lại tràn đầy một loại dáng vẻ già nua. Hoàng thành bên trong, cũng lộ ra vô cùng tiêu điều. Đại minh cung bên trong, hoàng đế cơ dị đầu đầy tóc trắng, làn da khô héo, cả người đều lộ ra thập phần tan thương, gió thu tịch quyển lá khô tung bay, nhất nhãn nhìn lại, đều là tàn lụi nghèo túng cảm giác. Hắn ngồi ở trên ghế, nhìn xem những cái kia khô bại lá cây tung bay, cả người đều lộ ra vô cùng cô đơn. Phụ hoàng. Công chúa cơ an nhạc bưng một chén dược thiện phóng đến cơ dị bên cạnh. Nói khẽ, ngài đã gần một tháng không có lên triều, cả triều văn võ đều đã loạn làm một nội cháo. Cơ dị khẽ cười một cái, tràn đầy khổ sở nói, nếu là bởi vì trẫm không có lên triều mà loạn, cái kia ngược lại là hảo, bây giờ hoàng thất liền tồn tại trên danh nghĩa đều tính toán không được, danh cũng thừa không vài phần A, bọn hắn là vì vạn pháp tiên minh luận đạo đại hội mà loạn A, cơ an nhạc trầm mặt. Từ tiên môn hàng thế sau đó, cực ngắn thời gian bên trong, triều đình liền mất đi đối cửu châu các nơi khống chế, toàn bộ thiên hạ chư quốc đô là như vậy, triều đình cũng liền chỉ có một trên danh nghĩa triều đình mà thôi. hà quốc hoàng thất xem như may mắn, bởi vì khúc chiếu khổng gia trong năm, hoàng thất miễn cưỡng bảo vệ cuối cùng mặt mũi không có bị những cái kia cao cao tại thượng tu chân giả làm ẩu, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ cuối cùng thể diện mà thôi. Bây giờ hoàng thất, một đạo chỉ lệnh, liền hoàn thành đều ra không được. Kinh đô bên trong, cũng bị từng cái tiên môn những tu sĩ kia xem vì vui đùa chi địa, không có bất luận cái gì trật tự đáng nói, mặc dù là ngay tại thiên tử dưới chân, hoàng đế cũng không có mảy may biện pháp, nếu không phải có khổng gia trong năm, hoàn thành đều hội trở thành những tu sĩ kia giải trí chi địa. Có thể dù vậy, hoàng thất bên trong cũng ra rất nhiều chuyện, hoàng thất tông thân bị đánh giết người số lượng cũng không ít, rất nhiều tuổi trẻ nữ tử tức thì bị trong đó mang đi trở thành tu sĩ đồ chơi, chơi chán trực tiếp nhét vào thanh lâu chỗ nào cũng có. Cơ dị cái này trên danh nghĩa hoàng đế nhìn xem những này sự tình không có mảy may phương pháp xử lý, một bệnh không dậy nổi. Mà cái gọi là triều đình cũng đã cơ bản không người hỏi thăm, cũng liền chỉ có phía trước chút thời gian, vạn pháp tiên minh phát tới một tờ lệnh hàm, yêu cầu đại hạ hoàng đế tiến đến tham gia luận đạo đại hội. Những cái kia lũ triều thần lúc này mới từng cái đến lên triều. Cơ vị là thật cảm thấy bị khuất, đường đường một quốc gia hoàng đế lại bị người khác mệnh lệnh, vậy mà lưu lạc đến tận đây. 800 năm giang sơn xả tắc, lại một khi tàn lụi đến tận đây, trẫm còn có mặt mũi nào mặt đi dưới suối vàng gặp mặt Liệt tổ Liệt tông a. À. Cơ dị than thở nói. Cơ An nhạc nức nở nói, phụ hoàng, cái này không trách ngươi, ngươi thật sự làm vô cùng hảo, hạ quốc đến ngài trong tay lúc đã gần như muốn vong quốc ngài bên ngoài cự cường địch bên trong áp thế gia môn phiệt bắt đầu dùng dương doãn chi dương công nguy nan thời khắc dốc một trận thiên võ vương cố trảm đều nhượng hạ quốc được đến thật lớn khôi phục bây giờ thế cục chính là thiên địa bất nhân không phải ngài sai lầm a hạ quốc vốn đã bắt đầu hướng phía trên a cái này tu chân giới xuất hiện không phải ngài có thể khống chế ngài không nên quái tại chính mình trên thân không phải trẫm chi tội cơ dị cười nhạo một tiếng, nói, chẳng lẽ thật đúng là thiên chi tội ư? Liên tại này thời điểm, ngoài viện một cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân vội vội vàng vàng chạy vào, khuôn mặt kích động, người này thật sự là hoàng thất tông thân. Cố trảm không có nhiều lời. Khấu bạch môn gật đầu, nói, ta đã đại khái có thể đoán ra tới, vương gia, ngay tại ngài đi tìm kiếm thiên tinh động kết giới những này thời gian, thiên hạ chư quốc đô phát sinh rất nhiều đại sự cố trảm hơi hơi hiếp mắt vừa mới bắt đầu tiên môn hàng thế cái kia một đoạn thời gian hắn một mực đều tại kiếm vương thành chỉnh lý quy nạp thiên tinh động lưu lại đến những cái kia văn hiến hiểu rõ tu chân giới về sau hiểu rõ được không sai biệt lắm vừa vặn tìm đến tiếng vào kết giới pháp môn liền đi kiếm vương sơn chỗ sâu tìm kiếm thiên cơ tùng liệp cao hứng bừng bừng chạy vào bước chân có chút phù phiếm nói ra tin tức tốt a à bệ hạ tin tức tốt cơ dị ngẩn đầu nhìn một chút cơ tùng liệp hào hứng thiếu thiếu nói, nói đi. Cơ Tùng Liệp biết rõ bây giờ cơ dị tình huống, đối với cơ dị cái này không sao cả thái độ cũng không có cái gì nghi hoặc, hít sâu một hơi, nói ra, võ vương. Võ vương vào kinh. Cơ dị như là hồi quan phản chiếu giống như, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, tái nhật trên mặt vậy mà khôi phục vài phần huyết sắc, hình như khô cảo tay bắt lấy cơ Tùng Liệp cánh tay, kích động nói, ngươi nói cái gì? Võ vương. Võ vương vào kinh. Đúng, cơ tùng liệp rất là xúc động nói, chắc chắn 100% tin tức. Bây giờ hổ bí doanh tuy nhiên đã giải tán, nhưng ta còn là có không ít tâm phúc tại kinh đô khu vực du đảng, ta vừa mới nhận được tin tức, võ vương cố trảm đội danh dự xuất hiện tại kinh đô bên ngoài, võ vương tự hồ có thể truyền lại tin tức, còn chuyên môn lộ mặt, ta cái kia tâm phúc từng tại Tây Hà Sơn đại chiến bên trong gặp qua võ vương, hắn sẽ không nhận sai, hơn nữa, bây giờ thiên hạ, cũng không ai dám giả mạo võ vương đội danh dự không phải ư đúng 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 cơ dị rất là phấn khởi trực tiếp đứng dậy nói an nhạc ngươi lập tức đi tổ chức một chút có thể làm đến nhiều long trọng liền nhiều long trọng ta muốn tự mình đi nghênh đón võ vương võ vương tới quá hảo hắn không có buông tha chúng ta cơ thị cơ an nhạc có chút mê hồ nói phụ hoàng ta có chút không biết rõ cơ dị trầm giọng nói võ vương cố trảm hoặc là nói là võ đế cố trảm kỳ thật là bây giờ toàn bộ thế gian phạm nhân người dẫn đầu hắn là ở lấy bản thân chi lực đối kháng toàn bộ tu chân giới mà bây giờ lúc này thời điểm hắn vốn nên cố thủ vân châu cái này khối phạm nhân duy nhất tịnh thổ có thể hắn lại đi tới kinh đô mục đích cũng chỉ có một cái hắn muốn công khai hướng tu chân giới tuyên chiến cơ an nhạt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói điều này sao có thể hắn thật sự dám. Một người đối kháng toàn bộ tu chân giới. Cơ dị rất là kích động nói, cho nên hắn là võ đế A. Hít sâu một hơi, cơ dị tiếp tục nói ra, vạn pháp tiên minh là tổ chức luận đạo đại hội, chính là muốn thu hoạch thiên hạ đại nghĩa, mà võ vương đến kinh thành, chính là trực tiếp từ căn bản phía trên muốn áp qua vạn pháp tiên minh, hắn muốn trực tiếp đạt được nhân gian chi chủ thân phận. Nhưng là, bây giờ thiên hạ như cũ còn là các nước danh nghĩa thống trị, cái này cái gọi là nhân gian chi chủ cũng chính là nhân gian đế vương thân phận kỳ thật muốn đạt được cái này thân phận võ vương có rất nhiều biện pháp nhưng hắn không có mà là lựa chọn tới kinh đô chính là thừa nhận ta cơ thị thân phận cơ an nhạc nghi ngờ nói cái này có ý nghĩa gì ư cơ dị trầm giọng nói này là võ vương tại niệm cặp tình cũ cũng là chứng minh hắn cũng không có vứt bỏ chúng ta cơ thị tại võ vương vừa phong vương lúc ta liền lấy cơ thị danh nghĩa biểu đạt nguyện ý cung cấp võ vương làm tôn chủ ý nguyện võ vương tuy nhiên không có trực tiếp đồng ý nhưng nhận lấy chúng ta đồ vật cái kia cơ thị chính là hắn người lấy võ vương tính cách nếu như hắn thừa nhận chúng ta cơ thị là võ vương phủ lệ thuộc thân phận vậy hắn đến kinh đô liền sẽ không mặc kệ chúng ta cơ thị cơ an nhạc chợt nói ta minh bạch ta cái này đi an bài kinh đô bên ngoài một chi đánh võ vương phủ cờ xí đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến trung gian một cổ rộng lớn bạch ngọc xe ngựa dùng mười thất xích hỏa long câu lôi kéo quy cách cực cao cái này một chi đội ngũ cũng không có nhiều người tổng cộng cũng chính là mười mấy nhưng là ngoại trừ mấy cái nha hoàng bên ngoài mười cái hộ vệ toàn bộ đều là kiến thần cảnh cao thủ này là cố trảm chuyên môn chọn lựa đoạn này thời gian bên trong võ đế phủ kiến thần cảnh cao thủ bạo phát thức tăng trưởng tuyển 10 cái kiến thần cao thủ làm hộ vệ là rất đơn giản, hộ vệ thống lĩnh chính là nguyên ngụy quốc hoàng thất võ đạo đệ nhất cao thủ bạch giả, ngắn ngủi thời gian liền thành liền nhị cảnh kiến thần. Theo cố trảm một nhóm đối với dần dần dựa gần Kinh Đô, Kinh Đô bên trong cũng oanh bắt đầu chuyển động. Võ đế danh tiếng, mặc dù là tu chân giới cái kia cũng là không thể bỏ qua, huống chi, bây giờ luận đạo đại hội sắp tới, võ đế danh tiếng, càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Không chỉ có như thế, kinh đô bên trong hoàng thất phản ứng cũng nhượng toàn thành ghé mắt hoàng đế cơ dị tự mình dẫn một đám hoàng tộc người tới ngoài thành lặng chờ võ vương đại giá tuy nhiên bây giờ hoàng thất tồn tại trên danh nghĩa không có uy tín lực nhưng là dù sao hoàng thất tên tuổi còn tại tu chân giới có thể không quan tâm phổ thông phạm gian người lại không biện pháp bỏ qua trong lúc nhất thời toàn thành oanh động hoàng đế cơ dị cũng thành vô số người chỉ rõ trung tâm bất quá cơ dị đứng tại thành môn khẩu không có bất kỳ phản ứng nào thẳng đến võ vương đội danh dự ngũ xuất hiện tại trước mắt cơ dị ánh mắt sáng lên vội vội vàng vàng mang theo một đám người của hoàng thất nghênh đón không người hô to nói cơ dị cung nghênh võ đế cố trảm từ xe ngựa bên trong đi tới nâng cơ dị cánh tay ngăn cản cơ dị hạ bái nói bệ hạ không cần như thế cơ dị lập tức vẫy tay cơ an nhạc bưng qua tới một cái che kín vải đỏ khay chậm rãi vén ra lộ ra một phương ngọc tỷ cơ dị song tay nâng ở ngọc tỷ, không người cúi đầu, đem ngọc tỷ dơ cao quá mức đỉnh, cất cao giọng nói, võ đế cố trảm, thiên mệnh sở quy, nhân gian cộng chủ, cơ dị, vân mệnh thiên ý, tôn võ đế làm chủ. Hướng một chữ ngăn cản cố trảm một cước này. Bạnh một tiếng nổ mạnh, thiên đằng chân nhân cả người đều bay ngược ra ngoài tốt mấy chục trượng, mà cố trảm cũng hơi hơi lùi về sau, trong tay roi sắt lại trực tiếp cuốn chặt lấy cái kia kim đang tu sĩ cổ, nhẹ nhàng kéo một phát, trực tiếp đem cái kia trôi lơ lửng ở bầu trời kim đang tu sĩ từ không trung kéo đến trên mặt đất, hung hăng mà nện ở đường đi phiến đá phía trên phát ra một tiếng gào thét, hắn trong mắt tràn đầy kinh hoảng, muốn hô lời, lại không tới kịp, cố trảm trực tiếp một. Cước dẫm ở tu sĩ kia trên đầu. Bành, tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, một cái kim đang tu sĩ đầu tạc liệt. Giờ khắc này, tất cả tu chân giả đều bị chấn nhiếp trụ, lại nhìn hướng Cố Trẫm lúc, trong mắt đều tràn đầy vô pháp ức chế sợ hãi. Màn đêm bên trong, Cố trảm một thân hắc bào hiển hách sinh phong, trên đầu đeo uy nghiêm đế quan, thần sắc đạm mạc, trong mắt tràn đầy bể nghệ thiên hạ tư thái, trầm giọng nói, nhớ kỹ, Trẫm tại nói lời nói lúc, đều cho Trẫm quy củ nghe. Trong sát na, trường nhai bỗng nhiên yên tĩnh rất nhiều tu chân giả đều vô ý thức thu liễm trên thân khí thế tự hồ sợ bị cố trảm để mắt tới võ đế thiên đằng chân nhân trầm giọng nói thái an thành quy tắc thế nhưng nho môn cùng đạo môn chế định ngươi hiện tại tất cả hành động là muốn khiêu khích đạo môn cùng nho môn ư cố trảm hơi hơi híp mắt liền tại này thời điểm tây thành một tòa trang viên bên trong một cái mặt nho sam trung niên nam nhân đang tại cầm đuốc soi đêm độc đột nhiên ngẩng đầu thấp giọng nói, hắc thiên đằng, lời này cũng không hưng nói lung tung a, à. ta khổng hy liền chỉ là một cái phổ thông nho môn đệ tử, đại biểu không được nho môn, mặt khác, ta khổng gia cũng không có tại kinh thành chế định bất luận cái gì quy tắc nho môn tu thân, luôn luôn đều là ở nhân gian, tự nhiên là tuân theo nhân gia quy tắc. dứt lời, cái kia trung niên nam nhân khẽ cười một cái, sau đó còn nói thêm, võ đế bệ hạ, nho gia coi trọng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, lấy trung quân làm gốc thế nhưng tuyệt đối không dám có bất kỳ ngỗ nghịch không trung thành chi niệm kính xin bệ hạ nhìn rõ mọi việc thiên đàng chân nhân nói chế định quy tắc sự tình thảo dân là thật không biết có thể hỏi một chút vấn tiên đạo hai môn đạo hữu theo cái này trung niên nhân mở miệng nói chuyện lúc này đông thành bên trong một đám tu chân giả cùng cố trảm đều nghe được rất rõ ràng vừa chuyển ra nhau môn cùng đạo môn muốn đến chấn nhiếp cố trảm thiên đàng chân nhân sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn không nghĩ tới khổng gia khổng hy vị này danh mãn thiên hạ văn thánh vậy mà hồi trước mặt mọi người hướng cố trảm chịu thua tại hắn dự tính bên trong khổng gia dù sao chính là hiện nay thiên hạ nho môn đại biểu một trong chính là trong tu chân giới cự phách liền tính không tưởng lan phía trên vinh diệt sơ cùng khấu bạch môn hai người đang cầm lấy một ít tình báo đi đến cố trảm trong viện vinh diệt sơ sắc mặt có chút ngưng trọng nói tam đại tiên môn nhằm vào chúng ta chủ công động tĩnh còn thật không nhỏ a à. khấu bạch môn nói ra nếu là có thể chống qua một kiếp này võ vương phủ sẽ nên đón một lần đại bạo phát thiên hạ võ giả đều sẽ xem võ vương phủ vì võ đạo cuối cùng tịnh thổ nhiều người thiên tài tự nhiên liền nhiều tại chủ công dẫn đầu phía dưới võ đạo không chừng cũng có thể trở thành cái này nhân gian thứ tư tổ mạch vinh diệt sơ gật đầu thở dài chỉ là có chút khổ cổ gia a à. khấu bạch môn lắc đầu nói Cổ chính là cổ xuyên, cổ khuynh thành huynh muội mà thôi, cổ xuyên vì ngươi mưu đồ, thiếu chút nữa thật sự liền chuẩn bị tự sát, nếu như không phải cổ khuynh thành tạm thời đột phá kiến thần cảnh, dùng kiến thần thủ đoạn nhượng cổ xuyên giả chết giấu giếm được ngự linh tông cùng cổ gia đám kia tường đầu thảo. Lúc ấy liền thiên hạ nghe đồn, 1.500 năm, năm phía trước văn thánh khổng hy hiện thế. Lúc ấy, liền cố trảm đều cảm thấy rất là kinh ngạc, vậy mà sẽ có 1.500 năm phía trước cổ nhân còn sống, bất quá, theo chậm rãi hiểu được kết giới tiểu động thiên thời gian lưu tốc cùng ngoại giới không một dạng phía sau, cố trảm liền không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, bất quá, dù sao cũng là như sắm bên tai văn thánh, lần này tới kinh đô, cố trảm cũng có kế hoạch muốn đi gặp một lần. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới đến, liền chào hỏi. Mà liền tại lúc này thời điểm, cố trảm cùng một đám tu chân giả đều còn chưa kịp phản ứng lúc, Bắc thành một bên, có hai đạo lưu quan nhanh chóng bay vút mà đến, nhanh chóng xuất hiện tại đông thành trường nhai phía trên, là hai cái mặt một mặt đạo bào đạo sĩ, lão một cái nhìn đi lên niên kỷ đều không sai biệt lắm là thất lão 80, đi đường đều có chút câu lũ, cái khác ngược lại là phong độ nhẹ nhàng trung niên nhân hình tượng, khí độ bất phàm. Vấn tiên đạo nam môn trường minh tử, gặp qua võ đế bệ hạ. Vấn tiên đạo bắc môn huyền dương tử, gặp qua võ đế bệ hạ hai vị đạo sĩ đều vội vội vàng vàng hướng về cố trạm kiến lễ cái kia đến tự hỏi tiên đạo cửa năm nhìn đi lên lạp bên trong lôi thôi trường minh tử nói ra võ đế bệ hạ chúng ta vẫn tiên đạo ngày thường bên trong liền chỉ là luyện luyện đan truyền truyền đạo nhưng tuyệt đối là không dám nhúng tay nhân gia quy tắc trật tự nói ta đạo môn chế định quy tắc hoàn toàn vô căn cứ chi đàm mong rằng bệ hạ nhìn rõ mọi việc a à. chúng ta vẫn tiên đạo liền chỉ là một đám cả người lẫn vật vô hại đạo sĩ a à luyện điểm đang tính toán điểm mệnh gì đó còn có thể nhưng muốn nói mặt khác vậy thật sự là oan uổng a à, bệ hạ ngài xem đi ta cùng ta sư đệ lưỡng nghèo đến nỗi ngay cả đạo bào đều mua không nổi nơi nào còn dám tưởng mặt khác a à, bệ hạ đúng vậy a à, đúng vậy à. a thành biết rõ một chuyện bệ hạ huyền dương tử cũng tại một bên hát đệm nói chúng ta ngày thường bên trong những môn hạ đệ tử truyền đạo đều chỉ là vì lừa gạt A à không, vì kiếm điểm tiền nhang đèn mà thôi, chúng ta nếu là có chế định nhân gian quy tắc thực lực, nơi nào còn cần khổ như vậy phiền muộn a." À. Cố trảm khóe miệng hung hăng co lại, có chút im lặng, hai cái này lão đạo sĩ, tu vi đều đã đạt đến trung giai kim đan, đã vậy còn quá không biết xấu hổ tại nơi này giả bộ đáng thương, nghe được Cố trảm đều cảm giác lương tâm bị khiển trách, giống như hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử đang khi dễ hai cái một nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lão nhân. Mà lúc này lấy thiên đằng chân nhân cầm đầu cái kia một đám tu chân giả nhóm từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, thiên đằng chân nhân phẫn nộ quát, huyền dương tử, trường minh tử, uổng hai người các ngươi cũng là một đời cao nhân, lại tại một cùng vọng vũ phu trước mặt như thế khúng núng, sợ là các ngươi vấn tiên đạo tổ sư gia biết rõ đều được bị hai người các ngươi tức chết. Dừng lại một chút, thiên đằng chân nhân cực lớn quá, cái kia cố trảm bất quá chính là một kẻ vũ phu mà thôi, đáng giá các ngươi như thế e ngại ư. À, quả thực chính là mặt đều không muốn, bất quá một cái vũ phu. Mông nhíu nhíu mày. Giết chính là. Vừa mới nói xong, thiên đằng chân nhân đột nhiên ra tay, trên cổ tay một cái kim sắc vòng tay ném ra ngoài, trong nháy mắt trở nên cực lớn, khí thế tràn đầy, vừa thô vừa to như núi lĩnh, khủng bố ngập trời, đè ép đầy trời cao, toàn thân kim sắc, phù văn phong cách cổ xưa, giống như từ cái kia thượng cổ bay tới, quan trạch đóng mở chi gian, có một loại tinh khí thần, phản phất có sinh mệnh giống như. Đồng nhất thời gian, mặt khác cái kia một đám kim đang tu sĩ cũng đều nhau nhau ra tay, vốn đông thành thất phái liền có bảy cái kim đang tu sĩ, tuy nhiên bị cố trảm giết một cái, nhưng là... Cùng ngự linh tông chủ linh sủng từng có gặp mặt một lần cái kia điểm hương khói tình liền hội đạt được ngự linh tông khác mắt tương đãi Tăng thêm kinh thành bên trong những cái kia rải rác kim đang khoảng chừng 10 vị nhiều, lại thêm mấy chục vị đồng thiên tu sĩ, cả đầu trường nhai trực tiếp băng toái trường minh tử một tóm bạch râu mét vội vàng lôi kéo trung niên đạo sĩ huyền dương tử thối lui đến một bên thấp giọng nói sư đệ a bất luận bất cứ lúc nào có thể đều không muốn quên tổ huấn a chúng ta vẫn tiên đạo tiết mệnh mới là đệ nhất chuẩn tắc a nhưng ngàn vạn không muốn đắc tội người ngươi còn trẻ ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ trong lòng huyền dương tử gật đầu nói cái kia sư huynh chúng ta không nhúng tay vào ư xen tay vào a ta vừa mới tại cùng ngươi nói nói còn chưa dứt lời trường minh tử đột nhiên dắt cổ hướng cố trảm hô lớn võ đế bệ hạ đó là pháp bảo kim cương trạc đánh đầu thắng đó không nên ngạnh tiếp a liền tại này thời điểm này trường nhai đại chiến bên trong cái kia nhất chích cực lớn kim sắc vòng tay kim sắc phụ ánh sáng mắt toàn thân như là tại thiêu đốt chiếu sáng trời xanh đột nhiên hướng cố trảm nện xuống đi cố trảm đang chuẩn bị ngạnh tiếp nghe đến trường minh tử hô to, lập tức dưới chân điểm một cái hướng phía sau vừa lui mấy trăm trượng, cái kia kim cương trạc ầm ầm một tiếng đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, đại địa lay động, phạm vi mấy trăm trượng đều trực tiếp nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to, vô số kiến trúc sụp xuống, đại địa như là mạng nhện một dạng tứ tán mà đi. Cố trảm trôi lơ lửng ở không trung, hơi hơi nhíu mày, cái này kim cương trạc, quả nhiên không hổ là đánh đầu thắng đó tên tuổi, hoàn toàn chính xác rất cường. Lúc này, cái kia thiên đằng chân nhân giận tím mặt, quát, trường minh tử, ngươi kẻ bất lực, chính mình không dám đánh cũng liền tính, ngươi còn tại nơi đây nói nhảm. Núp ở phía xa trường minh tử lôi kéo huyền dương tử liền trốn, sau đó lại hô một tiếng, kim cương trạc chỗ thiếu hụt chính là người sử dụng bản thân. Thiên đằng chân nhân sắc mặt tối sầm Cố trảm ngược lại là có chút hăng hái lường nhất nhãn núp ở phía xa trường minh tử, sau đó trong tay roi sắc vung lên, phản phất giao long xuất hại giống như tập sát mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu 10 cái động thiên tu sĩ thân thể, sau đó nhẹ nhàng rung lên, tạc liệt ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Sau đó cố trảm liền hướng về thiên đằng chân nhân trùng sát mà đi, vây khốn hắn. Thiên đằng chân nhân rống lớn một tiếng, tay kết pháp quyết, cái kia kim cương trạc trong nháy mắt lại hóa thành bàn tay lớn nhỏ bay trở về thiên đằng chân nhân trong tay. Đồng nhất thời gian, năm sáu cái kim đang tu sĩ cùng 10 cái động thiên tu sĩ chen chúc mà tới. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn bảo thuật tập sát cố trảm, trong lúc nhất thời, pháp thuật tràn ngập, các loại kỳ diệu lực lượng bao phủ. Cố trảm sách theo roi sắt, điên cuồng vung vẩy, toái cốt khối bay lên, huyết vụ phiêu tán, cường thế mà bạo lực, hắn quả nhiên như ma thần giống như, thân thể cao lớn hùng vũ, khí thôn sơn hà, không gì so sánh nổi. Rất nhiều tu sĩ đều bị cố trảm dọa sợ, mà cái kia thiên đằng chân nhân bắt lấy cái này cơ hội, cầm chặt kim cương trạc liền chuẩn bị hướng cố trảm đập tới, nhưng mà, ngay tại hắn mang theo kim cương trạc giơ tay lên lúc, một đạo quỷ dị lực lượng đánh úp lại. Đầu của hắn đột nhiên một hồi hỗn độn, hắn lập tức cả kinh, nhanh chóng trấn thủ linh đại khôi phục thanh minh, nhưng mà, đầu hắn lại tại cái kia trong nháy mắt truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, trong tay kim cương trạc không thể ném được ra ngoài này là cố trạm khống hồn đại pháp, mà hắn lại tại này thời điểm, xé nát một cái cản đường kim đang tu sĩ, xông đến thiên đằng chân nhân trước mặt, một thanh trảo trụ thiên đằng chân nhân cổ tay, trực tiếp đem thiên đằng chân nhân trong tay kim cương trạc cho ngành sinh sinh đoạt qua tới, sau đó vung kim cương trạc hướng thiên đằng chân nhân đầu nện xuống đi. Chương 339, liền thăng hai cảnh, cái kia trong nháy mắt, hỗn loạn chiến trường phía trên một phiến yên tĩnh, thiên đằng chân nhân chết, bị hắn chính mình pháp bảo kim cương trạc cho nền chết. Đây chính là thiên đằng chân nhân, bây giờ công nhận kinh đô bên trong đệ nhất nhân. Cái này thiên đằng chân nhân cùng thượng tiên minh từ phi một dạng, sở dĩ có thể thống lĩnh bảy đại tiên môn, vừa tự nhiên không phải là bởi vì niên kỷ của hán đại, mà là có được đánh phục tất cả mọi người thực lực. Bây giờ tiên môn hàng thế không lâu, Đối với nhân gian võ đạo môn phái chi gian các loại lợi ích nhân tình gút mắt quy tắc. Tu chân giới liền đơn giản hơn nhiều, đều là vừa từ kết giới tiểu động thiên bên trong đi ra, lẫn nhau chi gian đều là người lạ, không có bất luận cái gì lợi ích nhân tình gút mắt, bởi vậy, bây giờ tu chân giới thế lực chi gian quan hệ, kỳ thật vô cùng nguyên thủy, chính là người nắm đấm đại ai hơn có đạo lý. Phía trước khắp nơi tu chân thế lực tiến vào kinh thành, một phiến hỗn loạn thiên đằng chân nhân có thể chỉnh hợp bảy đại tiên môn, chính là bởi vì hắn thực lực tối cường, đặc biệt là cái kia một cái kim cương trạc, đánh cho tất cả tu sĩ đều không có tính khí, mặc dù là thượng tiên minh từ phi. Phía trước cùng thiên đằng chân nhân đơn giản giao thủ qua, cũng đều là ỷ vào pháp bảo khổng tiên thằng mới cùng thiên đằng chân nhân đánh cái có đến có quay về, cuối cùng cũng đều chịu thua nhận thua. Có thể hiện tại, nắm kim cương trạc, pháp lực toàn bộ triển khai thiên đằng chân nhân, vậy mà tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, dễ dàng như vậy liền bị cố trảm cho đánh chết. Trong nháy mắt, tất cả tu chân giả đều lúng cuốn, đều lâm vào kinh hoảng bên trong, đơn thuần chỉ là cố trảm bọn hắn liền không phải đối thủ, bây giờ cố trảm còn nắm kim cương trạc. Trong tay còn có một đầu dùng khổng tiên thằng bóp ra đến roi sắt. Chạy. Này là tất cả tu chân giả tại trước tiên phản ứng. Không giống với võ giả tại này thời đại một đường chém giết, rất nhiều người còn có được một ít đặc thù tín niệm, có thể những này tu chân giả không một dạng, bọn hắn cũng không có cái gì tín niệm, tại không có người cầm đầu sau đó, liền tương đương với là một đám đám ô hợp. Trước hết nhất vứt bỏ chiến chạy trốn ngược lại là tu vi cao nhất cái kia mấy cái kim đang tu sĩ, bọn hắn phản ứng nhanh nhất, lập tức liền thi triển thủ đoạn tứ tán mà chạy. Hư. Cố trảm hư lạnh một tiếng, trong tay kim cương trạc trực tiếp liền hướng một cái đào tẩu kim đang tu sĩ nện ra ngoài. Mà đồng nhất thời gian, hắn trực tiếp thi triển vân thuẫn thuật hóa thành lưu quan hướng một phương hướng khác đuổi theo. Bành kim cương trạc tại bầu trời đêm bên trong chợt lóe lên, nháy mắt sau đó, trực tiếp đập vào một cái kim đang tu sĩ trên đầu, âm âm bạo tạc. Mà cố trảm tại một phương hướng khác, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, như cửu thiên kinh lôi nổ vang, thành phiến toái kim quan ra, đâm người hai mắt đau nhức, hắn thò ra một cái đại thủ, lại to lớn vô biên, vô cùng thần bí như người quý động. Âm âm cái kia cự thủ dò xét ra ngoài, trải ra hướng phía trước, đem cái hướng kia hai cái kim đang tu sĩ cùng mấy cái động thiên tu sĩ. Che tại phía dưới, cái kia trong lòng bàn tay có vô tận sương mù khuếch tán, lộ ra hùng vĩ vô biên. Nương theo một tiếng nổ mạnh, cái kia hai cái kim đang tu sĩ cùng mấy cái động thiên tu sĩ trực tiếp bị trấn toái trở thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ tại không trung nổ tung cố trảm lại đưa tay dò ra kim cương trạc được quay về trong tay hắn lại một lần nữa ném ra ngoài lại đuổi theo một cái kim đang tu sĩ bầu trời dưới đất không chỗ chạy trốn cùng thời khắc đó cố trảm hất lên trong tay roi sắt ô ô ô n dê một tiếng thiên địa sợ run roi sắt phía trên bao trùm năng lượng tăng vọt mịt mờ sát khí xuất hiện vừa thô vừa to vô cùng trực tiếp một roi quật tại một cái kim đang tu sĩ trên thân cái kia kim đang tu sĩ phát ra một tiếng rên rỉ bị rút rơi tại trên mặt đất sau lưng phá vỡ cốt nhục tách rời mặc dù là kim đang tu sĩ cũng không có biện pháp khôi phục hắn nằm sấp tại trên mặt đất kêu thảm bị roi thứ hai tử trực tiếp cuộc được tan thành mây khói bên kia một cái kim đang tu sĩ dùng hết tu viên ngăn cản kim cương trạc trực tiếp bị kim cương trạc nền đoạn một đầu cánh tay nện vào một tòa cao ốc bên trong, đem cái kia tòa nhà cao ốc đều cho nện đến sập xuống, mà cái kia tu sĩ thì là trực tiếp bị mất mạng. Cố trảm trôi lơ lửng ở bầu trời đêm bên trong, thu hồi roi sắc hướng lên trời vung lên, cái kia trong nháy mắt, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen trong nháy mắt hội tụ, tràn ngập ra vô cùng vô tận lôi đình chi hải, phản phất bị cái kia một đầu roi sắc cho lôi kéo. Cố trảm toàn thân bốc lên kim quang, tóc đen bay loạn, giống như tôn bất bại thần đế một tay kéo lấy lôi đình chi hải, quan sát thế gian, hắn trầm giọng nói, hôm nay, trẫm tại này thành lập đất nước, võ, niên hiệu thiên võ, để nhất đầu thánh chỉ, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, xuất thổ chi tân hẳn là vương thần. Vừa mới nói xong. Trời xanh phía trên triệt để thay đổi, đầy trời lôi đình như dòng sông trào lên, quan huy vẫy xuống, hư không sôi trào, theo cố trảm roi sắc kéo một phát, vòng trời đều phản phất sụp xuống, vô tận lôi đình mãnh liệt hạ xuống, đánh tan bốn phương tám hướng, vô số đạo cột sáng phóng lên trời, những cái kia tứ tán tu chân giả nhóm đều tại sợ hãi bên trong hóa thành tro bụi. Cố trảm chậm rãi đáp xuống đến trên mặt đất, trong tay roi sắt giữ tại trong tay, không ngừng mà rút đánh, không có một roi rơi xuống, đều có một mảng lớn tu chân giả chết thảm. Từng đạo cột sáng tại trong thành bạo phát. Đêm đêm tối điểm sáng như là ban ngày, lúc này Thái An Thành, lâm vào tuyệt đối hỗn loạn, một tòa đại thành, cũng cơ hồ bị tổn hại ba bốn thành, khắp nơi đều sụp xuống kiến trúc, khắp nơi đều là nghiền nát trạng nước đại địa. Một nhóm lớn tu chân giả bị cố trảm đuổi giết bối rối đào vong, có rất nhiều người đều tại cầu xin tha thứ, nhưng mà, cố trảm phản phất lạnh nhạt đến cực hạn, bất luận những cái kia tu chân giả là nam nữ lão ấu, toàn bộ đều là thấy chi tất sát, mà kinh thành bên trong, vô số võ giả cùng quân đội cũng đều xuất hiện bắt đầu toàn diện đồ sát những cái kia tu chân giả. Cái này một ban đêm, kinh thành, phản phất phát sinh thiên tai, này một tràng rung chuyển, một mực duy trì liên tục đến sáng sớm tiến đến, toàn thành như cũ là hỗn loạn không chịu nổi, có rất nhiều người đều xách theo đao lên phố, có người tại gào khóc, có người tại cùng loạn, có người tại chết lặng truy tìm. Đoạn này thời gian kinh thành, bị những cái kia cao cao tại thượng tu chân giả đã quấy đến thành tổ ông, không biết bao nhiêu người bị lưu lại cả đời đau xót một đêm này rốt cục được đến phóng thích hỗn loạn đến một cái cực cảnh hoàn thành bên trong nguyên hạ quốc hoàng đế bây giờ tự hàn vì hạ vương cơ dị đứng ở tường thành phía trên câu lũ thân ảnh tại cuồng trong gió lộ ra rất là tiêu điều nhưng là hắn lại nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi kinh thành cuồng loạn cười to lên tới cười đến hai mắt trơi lệ cơ an nhạc đứng ở cơ dị bên cạnh trong mắt thần sắc rất là phức tạp trầm mặt thật lâu, nói ra, phụ thân, nhân gian còn có thể khôi phục ư? Cơ Dị hơi khép hờ lấy con mắt, nói ra, từ tiên môn hàng thế một khắc này bắt đầu, liền không khả năng khôi phục, Trừ Phi. Cơ An Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, nói, võ đế. Cơ Dị gật đầu. Nói, Trừ Phi võ đế có thể tại tiếp xuống tới linh khí toàn diện hồi phục thời đại bên trong, như cũ có thể như là hôm nay dạng này trấn áp thế gian hết thảy tu chân giả cơ an nhạc thở dài nói nhưng khả năng ư tây thành khổng gia trang viên bên trong văn thánh khổng hy nhìn xem trước mặt hai cái đạo sĩ bất đắc dĩ thở dài nói ra hai vị ta là thật không biết a à, ta sợ dĩ hướng võ đế chịu thua thật là bởi vì ta nho môn tu thân triều đình tồn tại càng phù hợp ta nho môn phát triển thật không phải ta biết rõ cái gì khổng hy trước mặt hai cái đạo sĩ đúng là đến từ chính vấn tiên đạo Nam Môn Bắc Môn Trường Minh Tử cùng Huyền Dương Tử hai người. Trường Minh Tử cười ha hả nói, khổng tiên sinh, chúng ta đều như vậy quen, không tất yếu che giấu a. À, người trung thực nói, võ đế rốt cuộc là cái gì thân phận. Người nếu là không nói, ta lão đạo liền đặt chỗ này không đi. Khổng Hy bất đắc dĩ nói, trường Minh đạo trưởng, ta là thật cái gì đều không biết, nói lên tới, các ngươi vấn tiên đạo thôi diễn chi thuật tại thượng cổ thời kỳ đây chính là uy danh hiển hách, vấn đề này nên là ta tới hỏi các ngươi a. À. Trường Minh tử mắt nhỏ bên trong tràn đầy hồ nghi, nói, ta nếu là biết rõ, còn có thể tới hỏi ngươi. Khổng Hy khẽ cười nói, ta không tin. Ngươi nếu là cái gì đều không biết, ngươi tại sao sẽ ở trước công chúng phía dưới giúp đỡ võ đế? Ngươi liền không sợ tự tuyệt tu chân giới. Ta giúp hắn cái gì? Trường Minh Tử vội la lên, ta liền chỉ là nói hai câu nói mà thôi. Có thể ngươi cái kia hai câu nói, trực tiếp trợ võ đế phá thiên đằng kim cương trạc. Khổng Hy nói ra, ta liền chỉ là thừa cơ lấy lòng võ đế mà thôi, Trường Minh Tử nói ra, lấy võ đế thực lực, liền tính ta không mở miệng nhắc nhở hắn. Thiên đằng cũng đấu bất quá hắn, kim cương trạc tuy nhiên cường, nhưng dù sao cũng là tử vật, võ đế cũng không không phải chính là nhiều phế một ít công phu thôi ai mà tin đâu. Khổng Hy nói ra, lời này của ngươi nói ra ngoài, có mấy người sẽ tin, dù sao người khác chỉ biết là ngươi trường minh tử công nhiên giúp đỡ võ đế đối phó tu chân giới. Ta ta ta. Trường minh tử nhất thời lời nói nghẹn, một hồi lâu mới lên tiếng, các ngươi những này người đọc sách liền là tâm địa gian xảo nhiều, cư nhiên đem ta cho lượng quanh tiếng vào, ta không cùng ngươi nhiều lời phế thoại, ta liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Khổng Hy lắc đầu, nói, ngươi cũng đừng thăm dò ta, ta là thật không nhìn ra cái gì, hơn nữa, cũng không khả năng nhìn ra cái gì. Võ đế không khả năng là đại năng chuyển thế, võ đạo mới xuất hiện mấy ngàn năm mà thôi, cái nào đại năng chuyển thế sẽ đi tu võ đạo. Còn từng bước một đi thăm dò con đường phía trước. Trường Minh tưởng nghi ngờ nói, thật không phải đại năng chuyển thế. Không phải, Khổng Hy trầm giọng nói, chỉ ít ta là không nhìn ra hắn là cái nào đại năng chuyển thế, bất quá, ngược lại là có chỗ suy đoán. Nói một chút. Trường Minh tử mắt bốc lên tinh quang. Khổng Hy chậm rãi nói, võ đạo tuy nhiên không có tu chân truyền thừa lâu dài, nhưng dù sao là nhân gian vạn năm khí vận mới diễn hóa ra tới một đầu con đường. Bây giờ linh khí hồi phục, võ đạo khí vận suy sụp, vốn nên là từng bước đi về hướng xuống dốc. Có thể hết lần này tới lần khác tại này thời điểm xuất hiện một cái võ đế, cũng liền ý vị võ đạo khí vận cũng không có đi qua, Khẳng định còn có thể kéo dài rất nhiều năm Cho nên hắn nên cũng là cái này Thời đại có được thiên mệnh người một trong Trường Minh tử chật nói Cho nên ngươi liền bởi vì nguyên nhân này mà chịu thua Cũng là không hoàn toàn là Khổng hy cười ha hả nói Chủ yếu nhất nguyên nhân có hai cái Một là bởi vì ta cảm thấy ta đánh không lại võ đế Thứ hai Ta cùng với võ đế cũng không có bất luận cái gì xung đột Ta vì cái gì muốn cùng hắn vì địch đâu Thường cổ thời kỳ nho giáo liền là lấy tham gia tu hành làm đạo khi đó thiên hạ không có triều đình loại này thuyết pháp đều là các loại bộ lạc thành trấn khi đó nho giáo đệ tử chính là đi đến thiên hạ các nơi phụ tá người vương thống trị cảnh nội dân chúng đạt được công đức nho đạo vốn là cùng nhân gian quyền thế hỗ trợ lẫn nhau cho nên võ đế càng cường đối với ta mà nói không phải càng hảo ư ta chính là một cái người đọc sách võ đế nguyện ý dùng ta ta đây liền đi làm quan hắn không nguyện ý dùng ta ta coi như một cái giáo thư tiên sinh bồi dưỡng đệ tử vào triều làm quan hoàn toàn không xung đột a à. trương minh tử sửng sốt một chút nói đúng nha những cái kia tu chân giả cùng võ đế vì địch là bởi vì có lợi ích xung đột chúng ta giống như là không có đạo lý cùng võ đế vì địch a à. khổng hi khẽ cười nói nói như thế nào đây ý tưởng không một dạng a à, dù sao thường cổ thời kỳ, nhân gian khắp nơi đều là độc lập chính quyền. Mà những cái kia chính quyền sau lưng đều theo thứ tự là có khắp nơi tu chân thế lực thao túng. Mà bây giờ, trốn qua mạc pháp thời đại, tu chân giới lại một lần nữa hiện thế, bọn hắn như cũ là muốn khôi phục cái loại này chế độ, mà võ đế không khả năng tiếp nhận môn phái tu chân thống trị, mâu thuẫn là không thể tránh được, dù sao, võ đế không tiếp thụ được có người khống chế hắn những cái kia tu chân thế lực cũng không tiếp thụ được thế tục chính quyền có thể phản kháng bọn hắn. Mà ta sáng chế xây dựng khổng gia, đi lộ tuyến một mực đều là phụ tá quân vương, người vấn tiên đạo coi trọng chính là khổ tu. Thuận theo thiên mệnh, đều cùng võ đế khí thôn sơn hà duy ngã độc tôn đường đi không xung đột, ngươi không liền là nghĩ như vậy ư. Trường Minh tử hắc hắc cười cười, nói ra, đích thật là ngươi nói dạng này, ta vấn tiên đạo luôn luôn coi trọng thuận theo thiên mệnh bất luận thế gian ai làm chủ, chúng ta đều chỉ là cầu tiên vấn đạo, không có ai hội dung không xuống thành thành thật thật thanh tu đạo sĩ A. À. Dứt lời, trường minh tử thở dài, nói, không nghĩ tới ngươi cũng là loại này ý tưởng, uổng ta còn cho rằng ngươi cũng biết những thứ gì, ta đều tại cân nhắc có muốn hay không lựu. Nếu thật là đại năng chuyển thế, ta còn thật không dám đãi tại nơi này, ai biết rõ có phải hay không là vấn tiên đạo cừu nhân. Khổng Hy cười cười, đứng dậy nói ra, đi thôi. Trường Minh Tử cùng Huyền Dương Tử đều có chút nghi hoặc, Trường Minh Tử hỏi, đi đâu? Đưa tiền bảo hộ A. À? Khổng Hy nói ra, võ đế cái này tính cách bá đạo như vậy, ta lại đánh không lại, không thành thành thật thật đi đưa cái tiền bảo hộ nghe một chút dạy bảo, nếu là hắn lúc nào tâm tình không tốt cho ngươi một cái bốn ngươi làm sao xử lý. Đúng đúng đúng, Trường Minh Tử vội vàng lôi kéo Huyền Dương Tử nói ra, đi đi đi. Sư đệ, chúng ta nhanh đi đưa tiền bảo hộ, chúng ta như vậy nghe lời, võ đế hắn đều không tâm tình khi dễ chúng ta, dù sao, khi dễ lên tới đều không có gì thành tựu cảm giác. Huyền Dương Tử Hoàn thành, một tòa đại điện bên trong. Chém cả đêm cố trảm đổi tẩy một bộ y phục đi ra tới, triệu hoán ra hệ thống, xem xét một chút EXP, trải qua đêm qua suốt cả đêm cố gắng, EXP tích lũy đạt đến một vạn hơn 5.000 ức, lập tức, hắn liền bắt đầu thêm điểm, sử dụng 6.000 ức EXP, trường xuân công thăng cấp tới tầng thứ 11, trước mắt cảnh giới đề thăng tới niết bàn lục cảnh lại nhìn một chút thăng cấp niết bàn thất cảnh cần có EXP. Còn đầy đủ tại thăng một cấp, cố trảm không có do dự, tiếp tục thêm điểm, sử dụng 8.000 ức EXP, trường xuân công thăng cấp tới tầng thứ 12, trước mắt cảnh giới đề thăng tới niết bàn thất cảnh. Sát na chi Giang, cố trảm liền có thể cảm nhận được thể nội tu vi cực lớn biến hóa, đặc biệt là lần thứ hai thăng cấp sau đó trực tiếp đối tiêu kim đang cao dài, thể nội tu vi lực lượng phát sinh nhiên trời lệch đất biến hóa rõ ràng nhất biến hóa chính là hắn một thân cốt nhục xuất hiện một cổ chí cường khí tức tràn ngập phản phất muốn sôi trào nhưng cái kia cổ khí tức lại không ngừng đem hắn thể nội phù văn bao bọc không ngừng ngưng tụ hình thành một cái đại kén mà thể nội những cái kia phù văn tự hồ tại bạo động muốn phá kén mà ra những cái kia cổ khí tức lại càng ngày càng cường đại một mực đem những cái kia phù văn bao bọc tại bên trong cố trảm có một loại hiểu ra làm những cái kia phù văn phá kén ngày đó chỉ sợ chính là hắn vượt qua niết bàn cảnh một ngày bất quá hiện tại được cân nhắc một chút càng cao thâm công pháp vấn đề này cấp tốc tại lông mày và lông mi hắn trường xuân công chỉ có thể tu luyện đến niết bàn đỉnh phong vô pháp đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới mới lập tức hắn quét hình nhất nhãn hệ thống giao diện, người chơi, cố trạm cảnh giới, niết bàn thất cảnh danh xưng, võ đạo người mở đường chú, một, đeo võ đạo người mở đường danh xưng, sẽ đạt được thôi diễn năng lực, chỉ cần sử dụng EXP, liền có thể thôi diễn cùng cảnh kỹ năng. 2. Đeo võ đạo người mở đường danh xưng sẽ đạt được võ đạo vô địch gặp cường càng cường năng lực, võ đạo đỉnh phong, do ta khai sáng, do ta vô địch. Công pháp, trường xuân công tầng thứ 12 không, một vạn ức kỹ năng, khống hồn đại pháp đại thành kim cương ấn đại thành tượng giáp công đại thành thương thiên đại thủ ấn đại thành vân thuẫn thuộc đại thành EXP, 1324 ức. Liên tại này thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng đập cửa, là cố trảm hộ vệ thống lĩnh bạch giả, hắn trầm giọng nói, bệ hạ, khổng gia văn thánh khổng hy cùng vấn tiên đạo nam môn trường minh tử cùng với vấn tiên đạo bắc môn huyền dương tử ba người cầu kiến. Cố trảm hơi hơi hiếp mắt, đêm qua một trận chiến, kinh đô hỗn loạn không chịu nổi, Tu chân giả nên tới một hồi tai nạn, hầu như tất cả tu vi cao thâm tu chân giả đều bị hắn chém giết, nhưng là, vẫn tiên đạo hai phái cùng Khổng gia trước thức thời, một mực cũng đều không có tại kinh đô làm ẩu, đêm qua đại chiến lúc. Cái này ba phái cũng đều rất có nhãn lực độc đáo chủ động chịu thua. Hắn lúc ấy tại Đông thành cùng bảy đại tiên môn rằng co không có trực tiếp động thủ, chính là muốn nhìn một chút cái này ba phái phản ứng, kết quả, nhưng hắn có chút thất vọng cái này ba phái muốn sống dục vọng một cái sau một cái cường, nhận kinh sợ nhanh đến một cách không ngờ. Trầm ngâm trong chốc lát, cố trảm chậm rãi nói, tuyên. Đại minh cung bên trong. Cố trảm ngồi cao tại long y phía trên, chỉ chốc lát sau, khổng hy cùng trường minh tử cùng với huyền dương tử ba người đi đến, đều cung kính chấp lễ. Trường minh tử cùng huyền dương tử hai người, đêm qua đã gặp qua, trường minh tử còn là như vậy một bộ không đến điều lão hữu bộ dáng, cái kia huyền dương tử như cũ là phong độ nhẹ nhàng. Cố trảm nhấn mạnh nhìn một chút một chút khổng hy vị này truyền thuyết bên trong văn thánh. Cùng nghe đồn bên trong một dạng, khí chất nho nhã, dung mạo tuấn lãng, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, tu vi không thấp, tuy nhiên vô pháp hoàn toàn xác định cụ thể cái nào tiểu cảnh giới, nhưng có thể cảm giác ra là trung giai kim đan. Đương nhiên, ba người này đều là trung giai kim đan. Cố trảm đánh giá một chút khổng hy chậm rãi nói văn thánh khổng hy vội vàng không người chấp lễ nói thảo dân sợ hãi văn thánh danh tiếng bất quá chính là một ít trên phố chiên ngôn cố trảm chậm rãi nói văn thánh danh tiếng trải qua hơn nghìn năm các quốc các thời kỳ đều là công khai thừa nhận dứt lời cố trảm lại nhìn một chút trường minh tử cùng huyền dương tử nói ra các ngươi ba người đều đến từ tam đại tổ mạch nhưng là cùng trẫm tưởng tượng bên trong có chút không quá một dạng có thể vì trẩm giảng một chút, tam đại tổ mạch, rốt cuộc là cái dạng gì? Khổng Hy chấp lễ nói, mạc pháp thời đại. Nhân gian đã qua vạn năm, tu chân giới rất nhiều đồ vật hoàn toàn chính xác đã thất truyền, nếu như bệ hạ cố ý lý giải, cái kia thảo dân liền cả gan hướng bệ hạ trình bày. Dứt lời, Khổng Hy dừng lại trong chốc lát, nói, thảo dân liền từ tam đại tổ mạch bắt đầu giảng một chút a. À. Thường cổ thời kỳ, thế gian tu hành hệ thống rất nhiều mà lại phức tạp hỗn loạn, vô số tiên hiện tại tu hành một đạo tiến lên bọc phía sau kế, chậm rãi thăm dò con đường thành tiên, nhưng là, đều không người thành công. Thẳng đến mỗi một cái thời đại, đạo tổ xuất hiện, hắn đi khắp nhân gian. Cuối cùng hắn chỉnh lý ra vô vi mà trị, thuận theo thiên mệnh lý niệm, sáng lập đạo giáo, truyền xuống đạo thống, thu hoạch nhân gian phần thứ nhất thành tiên cơ duyên, cũng mở ra thế gian đệ nhất đầu thông thiên chi lộ, tu mệnh thành tiên, vì nhân gian mở ra đệ nhất đầu thành tiên lộ. Đạo tổ sau đó lại qua rất nhiều rất nhiều năm, thế gian sinh ra Phật tổ, đi ra thứ hai đầu đạo đường, hắn sáng tạo ra tín ngưỡng thành tiên lý niệm, thành kế đạo giáo tu mệnh sau đó cái khác chủ lưu. Lại qua rất nhiều năm sau đó, nho thánh tìm đến tu thân chi đạo, khai sáng giáo hóa chi đạo, lấy công đức thành tiên. Cái này chính là nhân gian nho thích đạo tam giáo bắt đầu, cũng là bị tu chân giới tôn vì tam đại tổ mạch nguyên do bởi vì đời sau tu hành chi pháp, đều không có thoát ly nho thích đạo tam giáo. Cố trảm hơi hơi gật đầu, nói, cho nên, tam đại tổ mạch cũng không phải chỉ ba cái môn phái tu chân. Khổng hy trầm ngâm trong chốc lát, nói, bình thường tới nói, tam đại tổ mạch, chỉ chính là tam đại giáo phái, loại này thuyết pháp, cái kia tam đại tổ mạch liền không phải ba môn phái, nhưng là có mặt khác một loại thuyết pháp, nói tam đại tổ mạch chỉ chính là tam đại giáo phái tổ địa, nếu như là loại này thuyết pháp, cái kia liền là ba cùng môn phái tu chân cố trảm hơi hơi híp mắt nói tổ địa khổng hi nói ra nho giáo đệ nhất văn miếu đạo giáo đạo đình phật giáo lôi âm tự cái này ba cái địa phương không tại nhân gian mà là phân biệt tại một chỗ quy tắc hoàn chỉnh động thiên phúc địa bên trong tương đương với nhân gian giang hồ võ lâm thánh địa bất quá phổ biến nhất nhận tri còn là cảm thấy tam đại tổ mạch chính là chỉ ba cái giáo phái liền ví dụ như ta sáng tạo khổng gia cái kia cũng là thuộc về nho giáo, trường minh tử cùng huyền dương tử hai vị đạo hữu sở tại vấn tiên đạo, chính là không có chút nào nghi vấn đạo môn. Chỉ là, tam đại tổ mạch truyền thừa thái quá mức lâu dài, kéo dài ra vô số môn phái thôi. Cố trảm hơi hơi gật đầu, lại hỏi, thành tiên lộ lại là cái gì? Khổng hiên nghĩ nghĩ, nói ra, tu chân hệ thống bên trong, kim đang cảnh phía trên là Nguyên Anh, Nguyên Anh phía trên chính là khấu tiên môn, mà cái này khấu tiên môn, chính là tìm kiếm thành tiên cơ hội duyên bởi vì thiên mệnh có hạn mỗi một cái thời đại thành tiên cơ duyên đều là cố định chỉ có tranh đến cái kia một phần thiên mệnh mới có thể đập lên thành tiên lộ trở thành chân tiên cố trảm hơi hơi nhíu mày nói cho nên liền có nho thích đạo tam giáo bởi vì cái này ba mạch chính là thiên mệnh khổng hiên nghĩ nghĩ nói ra cũng không hẳn vậy chỉ bất quá nho thích đạo tam giáo chỗ có được thiên mệnh hoàn toàn chính xác là rất nặng nhưng là về sau như cũ là còn là xuất hiện tứ đại bàn môn ư? Thục Sơn Kiếm Tông lấy Trảm Yêu Trừ Ma thủ hộ muôn dân trăm họ vì nhiệm vụ của mình, lấy vứt bỏ tiểu ái lưu đại ái lý niệm nhập đạo, gõ hỏi tiên môn, phù môn lấy phù nhập đạo, Đan Tháp lấy luyện đan nhập đạo, Kinh Thần cốc luyện khí tu trận nhập đạo, bọn hắn đều là mở ra lối riêng, đều đi ra một đầu con đường mới, đều từng dẫn lĩnh một cái thời đại. Tại bọn hắn cái kia thời đại bên trong, mặc dù là nho thích đạo tam giáo cũng đều phải tránh đi phong mang, bởi vì cái kia thời đại bên trong, bọn hắn mới là chân chính thiên mệnh gia thân, đều đạt được không ít thành tiên cơ duyên. Cố trảm nhíu nhíu mày, hỏi, thiên mệnh là cái gì? Khổng Hy lắc đầu nói, không biết, không có người có thể minh bạch đó là cái gì, có lẽ chính là thiên địa quy luật vận hành A. À? Cố trảm chậm rãi cuối người, nhìn xem phía dưới Khổng Hy, trầm giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ở kiếp này, Thiên mệnh tại võ đạo hay không? Chương 340, võ đạo giao đấu tu chân giới ác chủ bài xuất hiện. Cố Trảm Thanh Âm không có bất luận cái gì tâm tình, vô cùng bình đạm, nhưng hắn cái này vừa mở miệng, lời nói lại như như sấm, âm ầm rung động, thiên địa cộng hưởng, vang ở mấy người bên tai, một cổ không hiểu uy nghiêm hàng lâm. Cái kia trong tích tắc một mực đều biểu hiện rất đạm định khổng hy cùng trường minh tử cùng với huyền dương tử ba vị trung giai kim đang tu sĩ đều tim đập rộn lên, bọn hắn vô ý thức liền lùi về sau vài bước, thân thể hơi hơi gấp khúc bày biện ra bái phục tư thái, lại ngẩng đầu lúc, cố trảm như cũ là cái kia cố trảm. Nhưng bọn hắn lại không hiểu liền nhìn đến mặt khác một đạo thân ảnh, đó là một đạo phản phất độc lập với giữa thiên địa to lớn cao ngạo thân ảnh, hoàng khí vạn đạo, hoàng đạo khí tức bức nhân, toàn bộ đều tập trung tại một cái cố trảm trên thân, hiển thị rõ nhân hoàng đại khí giống như, cả kinh mấy người đều rung động lắc lư. Một mực thông dông đối đáp khổng hy trong lòng đột nhiên sợ hãi, trên trán kiệm lòng không được toát ra mồ hôi lạnh, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, đời này thiên mệnh. Thiên mệnh, thảo dân thân phận tu vi thấp kém, vô pháp xem thấu thiên mệnh. Chỉ có thể cả gan suy đoán, đời này thiên mệnh đã tại võ đạo. Đúng đúng đúng, đứng ở khổng hy bên cạnh lão đạo trường minh tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh vội vàng phù hợp đạo nhất định là võ đạo đời này võ đạo tại bệ hạ dẫn đầu phía dưới tất nhiên có thể vượt qua tứ đại bàn môn tương đối tam đại tổ mạch muôn đời huy hoàng huyền dương tử cũng không người nói bệ hạ vạn cổ vô nhất thiên mệnh tất nhiên hệ tại bệ hạ chi thân cố trảm trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười cái kia trong nháy mắt khổng hi mấy người đều cảm giác đến trên thân cái kia cổ khủng bố uy áp bỗng nhiên biến mất. Đều có một loại như trút được gánh nặng cảm giác. Tu chân giới là thế nào phân bố? Cố trạm hỏi. Khổng hy vội vàng trả lời, không có cụ thể phân chia, tam đại tổ mạch cùng tứ đại bàn môn đều là bàn quan, thiên hạ môn phái phần lớn thoát ly không được cái này thất phái, mà phía dưới, môn phái tu chân rất nhiều, mạnh yếu khó định, mà mạc pháp thời đại lại đã trải qua vạn năm lâu, càng khó mà phán đoán chỉ sợ chỉ có chờ linh khí hoàn toàn hồi phục tất cả kết giới đều mở ra mới có thể biết rõ đến tình huống cụ thể cố trảm hơi hơi hiếp mắt nói ý của ngươi là có chút kết giới rất lớn khổng hi gật đầu nói năm đó mạc pháp thời đại tiến đến rất nhiều đại năng tu sĩ là dùng vĩ lực cưỡng ép đem đông đảo sơn hà đưa vào kết giới bên trong liền ví dụ như chúng ta nho môn bên trong có một chút cường đại phân chi liên thủ sáng tạo kết giới liền có thể so với một châu chi địa, làm những này kết giới đều mở ra sau đó, nhân gian cương vực bản đồ chỉ sợ hội mở rộng gấp mấy lần. Cố trảm chậm rãi nói, khi nào có thể toàn diện hồi phục. Khổng Hy trầm ngâm trong chốc lát, nói, nguyên bản dự toán muốn 10 năm, nhưng là, bây giờ linh khí hồi phục tốc độ xa xa vượt qua mong chờ. Chỉ sợ 3 năm năm liền hội toàn diện hiện thế. Cố trảm hơi hơi gật đầu, hỏi, các ngươi riêng phần mình sở tại tiên môn tại trong tu chân giới thực lực như thế nào khổng hi bất đắc dĩ cười cười nói mạc pháp thời đại phía trước nhò môn có ba nghìn học cung ta sở tại học cung cũng liền tính là cái tam lưu trường minh tử cùng huyền dương tử bọn hắn sở tại vấn tiên đạo cũng là đạo môn bên trong một chi tam lưu phân chi cố trảm hỏi nếu như thế ngươi khi đó là làm sao có thể tại linh khí hồi phục phía trước liền xuất hiện tại nhân gian xây dựng khổng gia khổng hi hồi đáp Ta sở tại kết giới. Là khi đó do mấy chục cái không sai biệt lắm học cung liên thủ xây dựng một cái kết giới, có chút nhau môn tổ địa một ít giúp đỡ, lúc này mới tại hơn 1.500 năm phía trước, đem ta sớm đưa ra tới qua một đoạn thời gian. Xây dựng khổng gia hoàn toàn là ngẫu nhiên, lúc ấy cùng nhau đi ra người cũng không chỉ ta một cái, chủ yếu mục đích đúng là vì sáng tỏ lý giải nhân gian phát triển biến hóa, kỳ thật, mạc pháp vạn năm qua. Khắp nơi thực lực đầy đủ tiên môn đều là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phái ra một bộ phận người đến thời gian thực hiểu rõ nhân gian biến hóa. Ta sợ dĩ sáng tạo khổng gia. Chỉ là bởi vì ta cái này nhất mạch lý niệm là phụ tá quân vương, cho nên, liền đơn giản nếm thử một chút, ta cũng không nghĩ tới có thể kéo dài 1.500 năm. Tính toán lên tới, ta tại kết giới bên trong, kỳ thật cũng mới đi qua 100 năm không đến mà thôi. Cố trảm lại nhìn hướng trường minh tử hai người hỏi đạo môn đâu khởi bẩm bệ hạ là một dạng trường minh tử nói ra chúng ta đạo môn cái này nhân gian vạn năm kết giới cũng mới đi qua vài chục năm đến mấy trăm năm ngàn năm không đều có điều kiện cũng là mỗi cách một đoạn thời gian liền hội an bài một ít người hiện thế bất quá bởi vì là mạc pháp thời đại cho nên đều không có làm cái gì đại động tác cũng chính là tại ba nghìn năm phía trước võ đạo hiện thế sau đó liên tiếp xây dựng qua một ít đạo thống tại này một phương diện nhúng tay nhân gian nhiều nhất đúng là Phật môn, xây dựng không ít võ lâm thánh địa, linh khí hồi phục phía trước bị bệ hạ ngài dọa đến trực tiếp chạy trốn quan minh tự cùng từ hàng kiếm trai chính là Phật môn tại nhân gian an bài. Cố trảm nghe xong hơi hơi gật đầu, đánh giá một chút ba người, không có lại nói lời nói. Cố trảm cái này trầm xuống lặng yên, khổng hy ba người đều có chút thấp thỏm. Trực tiếp tại cái kia trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cố trảm chậm rãi nhìn về phía cổ khuynh thành, Nói ra, đến tiếp sau sự tình ngươi có thể xử lý A. À? Cổ khuynh thành chấp tay nói, vương gia yên tâm, những cái kia tường đầu thảo một cái đều trốn không thoát. Về phần cổ gia, vừa vặn, cổ gia ta cũng sớm liền tưởng thanh lý một chút, cũng thừa dịp cái này cơ hội cũng cùng nhau thanh toán. Cố trảm khẽ cười cười, đối với cổ khuynh thành muốn thanh toán cổ gia, hắn ngược lại là không có bất luận cái gì nghi hoặc. Cổ gia truyền thừa mấy trăm năm, quá lớn, người cũng quá nhiều, tự nhiên cũng liền vô cùng mục nát mà cổ khuynh thành những năm này mặc dù là gia chủ hơn nữa cổ gia cũng là dựa nàng một lần nữa kéo lên tới thế nhưng bởi vì nàng tư lịch không đủ lại là cái nữ nhi thân cổ gia nội bộ luôn có rất nhiều thanh âm khác mà cổ gia lão tổ cũng tại tận lực bồi dưỡng những người khác muốn thay thế cổ khuynh thành cái này gia đình nhà gái chủ cũng liền dẫn đến cổ khuynh thành tuy nhiên năng lực rất cường nhưng vẫn không thể hoàn toàn đạt được quyền lực trái lại còn tại cổ gia bên trong có rất nhiều cản tay. Này một lần sự tình chính là một cái rất rõ ràng biểu hiện, nàng tuy nhiên vì cổ gia gia chủ. Trưởng thái học chi pháp cùng dạy học dự thi, trường minh tử, huyền dương tử hai người các ngươi, đảm nhiệm kinh đô khâm thiên giám giam chính cùng phó giam chính, dò xét kinh đô, trưởng tế tử quốc lễ. Tạ bệ hạ ân thưởng. Mấy người vội vàng không người dài bái. Cố trảm lại nhìn một chút mấy người, sau đó hỏi, khổng khanh, dựa theo ngươi suy tính, thiên hạ sắp biến thành cái dạng gì? Khổng hy sửng sốt một chút, hỏi, bệ hạ là hỏi đại thế ư? Cố trảm khẽ gật đầu. Khổng hy trầm ngâm trong chốc lát, hồi đáp, tu chân giới hiện thế, tất nhiên sẽ khôi phục mạc pháp thời đại phía trước cách cục. Môn phái tu chân hội khống chế thế tục quyền lực, lấy thành bang vì thiên hạ cách cục, độc lập tự trị. Bất quá, bệ hạ vạn cổ vô nhất, tất nhiên có thể đánh vỡ cái này quy tắc, xây dựng thiên hạ nhất thống nhân gian hoàng triều. Cố trảm khẽ cười một cái, hắn nghe hiểu được khổng hy ý tứ, linh khí hồi phục, tiên môn nhất định hội khống chế nhân gian, sau đó phân liệt thiên hạ làm theo ý mình, mà hắn vũ quốc có thể né tránh cái này vận mệnh, liền nhìn hắn cái này võ đế có thể hay không tại trong tu chân giới giết thành một phương cự phách. Các ngươi đã mấy vị nhập ta vũ triều. Liền vì ta vũ triều chi thần, bây giờ kinh đô thành một bãi vũng nước đục vừa vặn thiếu người các ngươi liền hiệp trợ xử lý một chút lần này đăng cơ nghi thức hiệp đồng tiến hành tuân chỉ tuân chỉ khổng hi mấy người vội vàng không người cố trảm khoát tay áo nói nếu không mặc khác sự tình liền lui ra a à? bọn thần cáo lui mấy người cung kính đi ra đại điện đều lặng im không nói đi thẳng đến hoàn thành bên ngoài trường minh tử mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay sờ một thanh sau lưng một tay mồ hôi hắn nói khẽ ta xem như minh bạch vì cái gì nhân gian sẽ có gần vui như gần cọc câu này lời nói liền tại này lúc trong đầu vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến có thể thôi diễn công pháp một cố trảm trong nháy mắt thu hồi thần thức lập tức cố trảm liền xem xét nổi lên tu chân công pháp hóa linh thất biến công pháp đẳng cấp tứ tinh có thể chuyển hóa võ đạo công pháp tứ tinh rất nhanh, cố trảm đem hệ thống chú giải nhìn xong, trong lòng có chút ngưng trọng. Cái này một môn tên là hóa linh thất biến công pháp, cùng hắn phía trước giết bạch liên thiên mẫu lúc đạt được bất lão chí tôn công là cùng một cấp bậc, hơn nữa còn đều là thuộc về yêu tộc công pháp. Cái này bắp đùi có thể đừng rung lên ư. Khổng hy khóe miệng co lại, nói, già thấp khớp, thời tiết lạnh lẽo liền dạng này, bình thường. Trường Minh tử liếc mắt, vẻ mặt buồn rười rượi, chậm rãi nói, khổng tiên sinh này cùng ngươi phía trước nói không một dạng a ngươi phía trước nói thế nhưng võ đế bệ hạ lễ hiền hạ sĩ chúng ta bình đẳng giao lưu sau đó chúng ta lại hướng võ đế lượt thuộc trọng điểm cầu như thế nào nói nói chúng ta chẳng những cái gì yêu cầu không có sách còn đem chính mình đều cho gấp đi vào ta muốn đúng là võ đế cho ta một khối địa giúp ta che cái đạo quan ta không có muốn đi làm cái gì quan a cái này cùng ta đạo môn tham gia hồng trần tu hành vi phạm với a khổng hy vô ngữ nói ngươi còn muốn lược thuật trọng điểm cầu ngươi dám không ngươi liền nói ngươi dám không bất quá ngược lại là cũng không phải là không có biện pháp ứng đối nói như thế nào trường minh tử vội vàng dò hỏi khổng hi nói ra lười nhác một điểm bái liền đem cái này chức quan đương thành một cái chức quan nhàn tản đối đãi chính mình nên làm cái gì thì làm cái đó ngươi yên tâm quan trường chính là dạng này ngươi lười nhác võ đế tự nhiên liền sẽ không an bài ngươi quá nhiều công việc dù sao võ đế nhượng chúng ta làm quan cũng chỉ là vì lôi kéo nhân tâm ngươi không cần quá chăm chú yên tâm a à, võ đế là người biết chuyện chúng ta xuất thân tam đại tổ mạch có cái này thân phận liền được rồi liền tính võ đế trong nội tâm không thoải mái vì đặt chân cũng vì làm cho tu chân giới xem hắn đều hội nhịn xuống đến có đạo lý a à. trường minh tử thở dài đa tạ khổng tiên sinh chỉ điểm về sau ta liền bằng mặt không bằng lòng, ít cùng võ đế gặp mặt chính là. Từ khổng hy gật đầu, quay người liền ly khai. Trường Minh Tử cùng huyền dương tử hai người hướng một phương hướng khác ly khai. Không vẹn vẹn là dẫn dắt thiên hạ võ giả tâm, kỳ thật, các nước nhân gian thế lực thậm chí một ít tiên môn cũng đều tại chú ý. Tuy nhiên cho rằng cố trảm có thể thắng người cực nhỏ, nhưng là, cố trảm dù sao có thiên hạ đệ nhất danh tiếng, mặc dù là tại đại đa số người đều cho rằng là phải thua một trận chiến, cũng sẽ nhiều mấy phần lưu ý. Nhưng mà, võ đế thành một trận chiến kết quả, lại nhượng tất cả mọi người đều kinh sợ, cũng nhượng thiên hạ võ giả đều sôi trào. Thiên hạ đệ nhất, võ đế danh tiếng liền đông đảo tiên môn cũng đều ghé mắt, cũng đồng thời xoáy lên một hồi sóng ngầm dũng động. Nhưng chí ít, chúng ta hiện tại tại hắn thủ hạ vì thần lúc, dám cùng hắn bằng mặt không bằng lòng, là ngại mệnh quá dài ư thành thành thật thật lấy lòng a à, cái này mới là lâu dài chi đạo mặt khác võ đế dạng này người tuy nhiên bá đạo nhưng là cũng biến tướng nói rõ vì người đại khí tại hắn thuộc hạ chỉ cần trung thực nghe lời hắn khẳng định sẽ không bạc đại chúng ta bây giờ vũ triều mới lập võ đế nội tình không đủ đúng là chúng ta lấy lòng hắn thời cơ tốt thực chờ hắn khí thôn sơn hà chúng ta tưởng lấy lòng hắn đều không có cơ hội huyền dương tử vẻ mặt mờ mịt nói vậy ngươi vừa mới còn cùng khổng tiên sinh nói như vậy ngươi ngốc nha ta đương nhiên là lừa gạt hắn trường minh tử nói ra trước kia chúng ta là đạo hữu có thể hiện tại là đồng liêu đều tại võ đế bệ hạ thủ hạ cái kia chúng ta cùng hắn chính là đối thủ cạnh tranh ta lừa dối hắn đâu hắn đối bệ hạ bằng mặt không bằng lòng chẳng phải càng thêm phụ trợ ra chúng ta đối võ đế trung thành ư? Mà vừa vặn bây giờ võ đế thủ hạ thiếu người, không liền hội càng coi trọng chúng ta ư? Huyền Dương Tử chợt nói, còn là sư huynh ngươi cao minh a. À. Vừa nói, Huyền Dương Tử liền từ không gian chỉ hoàng bên trong lấy ra một đống đồ vật, nói ra, ta nơi đây có một chút đan dược, còn có tu hành bí tịch. Pháp khí cùng linh dược, phẩm chất đều không sai. Có thể có thể, Trường Minh Tử nói ra ta nơi đây cũng có một ít, mặt khác, ta nơi đây còn có mấy trương trận đồ, có thể giúp đỡ võ đế bệ hạ tại kinh thành xây dựng một tòa đại trận, đối võ đế hiện tại mà nói, rất có ý nghĩa. Nói đi, trường minh tử liền lôi kéo huyền dương tử nói ra, đi đi đi, thừa dịp hiện tại khổng hy đi, chúng ta lập tức lại đi bái kiến võ đế bệ hạ, một bước này, liền quyết định chúng ta nhất định có thể so với khổng gia càng được ân sủng. Hai người đều tràn đầy vui vẻ phản hồi, nhưng mà... Vừa đến hoàn thành cửa ra vào lúc, bọn hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nghênh diện liền nhìn đến khổng hy đang bưng một cái khay, dùng một trương vải đỏ che kín một ít đồ vật, tuy nhiên xem không rõ ràng, nhưng từ bên trong bộc lộ ra tới linh lực liền có thể đoán được, tuyệt đối là giá trị xa xỉ bảo vật. Trong nháy mắt, ba người, lục mục tương đối, ba khuôn mặt phía trên đều lộ ra kinh ngạc cùng xấu hổ, sau đó nháy mắt sau đó, trường minh tử cùng khổng hy đều hừ lạnh một tiếng, sau đó mấy người đều hư giả nở nụ cười lên tới, sau đó từ biệt mặt, cắt đi một bên tiến vào hoàn thành. Cẩu Nhật Khổng Hy, quả nhiên những này người đọc sách chính là đầy mình ý nghĩ xấu, cư nhiên tưởng hố ta đi đắc tội võ đế, sau đó hắn đến lấy lòng võ đế, cẩu đồ vật, tâm tư thật là độc, không phải người tốt. Đi vào hoàn thành, trường minh tử ngay tại huyền dương tử bên người giọt nói thầm thầm thì. Bên kia, Khổng Hy nhìn nhất nhãn trường minh tử hai người, Vừa vặn hai người này cũng nhìn qua tới Sau đó ba người đều giả mù sa mưa lộ ra ôn hòa tiếu dung đương quay qua đầu lúc Khổng hy liền không nhìn được thấp giọng mắng đến nói Hai cái này lão bất tử Thật sự là người già mà thành tinh Huynh trưởng Cương nhiên còn muốn trước ổn định ta Sau lưng đến làm cái này tiểu động tác Không thẳng thắng thành khẩn A Về sau phải đề phòng điểm Xem lên tới thành thật như vậy bản phận Không nghĩ tới sau lưng đã vậy còn quá không khéo là cái kình địch A. Ba người đều có kế hoạch nham hiểm, một lần nữa quay về đến hoàng cung bên trong. Lúc này cố trảm đang tại kiểm kê đêm qua thu hoạch, trước mặt bãi phóng 10 cái không gian chỉ hoàng, đương hắn nghe đến hộ vệ bẩm báo khổng hy ba người đi mà quay lại lúc, hắn đều ngây ngẩn cả người. Làm biết được ba người này đều là ly khai sau đó cầm lấy đồ vật trở lại lúc. Cố trảm liền nở nụ cười, hắn tuy nhiên rất ít tham dự chính trị đấu tranh, nhưng là dù sao thân cư cao vị, loại này sự tình thấy quá nhiều, hắn không cần tham dự, có thể hắn thuộc hạ chưa bao giờ khuyết thiếu tranh đấu gay gắt, hắn làm vì bàn quan giả, rất nhiều chuyện đều thấy được rõ ràng, trong nội tâm trong nháy mắt liền đem sự tình đoán cái bảy tám phần. Trong lúc nhất thời, có chút nhẫn không được bật cười. Lại một lần nữa tiếp kiến khổng hy ba người sau đó, cố trạm trước mặt liền nhiều một đống lớn đồ vật. Đều là một ít linh dược, đan dược, pháp khí các loại đồ vật, Cổ Khuynh Thành lắc đầu nói, võ vương phải chết. Nói quý trọng cũng rất quý trọng, nhưng là, đối với cố trảm mà nói, thực tế ý nghĩa cũng không lớn, bất quá, hắn cũng có chút cảm khái, xuất thân danh môn nội tình chính là không một dạng, liền ba người này đưa đến đồ vật liền so với hắn ngày hôm qua giết 10 cái kim đang tu sĩ thu được đồ vật đều còn nhiều hơn một ít. Đại điện bên trong, cố trảm từng cái nghiên cứu trước mặt những này đồ vật, hắn cẩn thận kiểm kê một phen, đối với hắn có tác dụng, pháp khí bên trong, cũng liền cái kia kim cương trạc cùng cái kia đã bị hắn linh thành một đầu không quy tắc tròi sắc khổng tiên thằng. Càng hảo phương pháp xử lý ư. Cổ xuyên sắc mặt âm trầm. Khổng hy ba người đưa đến pháp khí phẩm chất cũng không kém, ngược lại là, đối lập kim cương trạc cùng khổng tiên thằng đều kém một chút, đối với bình thường kim đang tu sĩ mà nói đều có rất lớn phụ trợ tác dụng, với hắn mà nói có điểm gân gà, bất quá, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, bây giờ, vũ triều mới lập, nội tình hoàn toàn chính xác rất kém. Bất quá, về phần những cái kia thu được tu hành bí tịch, liền có thể rõ ràng nhìn ra danh môn nội tình, khổng hy đưa đến cơ bản bí tịch bên trong, có vài môn cấm thuật, trong đó, những cố trảm cảm thấy có chút kinh hỷ chính là một môn công pháp bí tịch. Hệ thống kiểm tra đo lường đã đạt đến ngũ tinh. Kiểm tra đo lường đến có thể thôi diễn công pháp một. Cố trảm trong nháy mắt thu hồi thần thức. Lập tức, cố trảm liền xem xét nổi lên, tu chân công pháp, chính khí phú lưu quyết công pháp đẳng cấp, ngũ tinh có thể chuyển hóa võ đạo công pháp, ngũ tinh. Này là một môn rất điển hình nho đạo tu hành công pháp, coi trọng người đọc sách chính khí mênh mông cuồn cuộn, có thể tu luyện đến đến nguyên anh đỉnh phong. Thông qua hệ thống đối cái này một môn công pháp phân tích, cố trảm cũng rốt cục lộng minh bạch, vì cái gì khổng hy phí trước hội nói tam giáo tứ môn thiên hạ các phái hội tranh đoạt thành tiên cơ duyên cũng chính là cái gọi là thiên mệnh. Bởi vì đơn thuần tu hành, Nguyên Anh đã là đến đỉnh, lại phía trên cảnh giới, đã không cần căn cứ công pháp tu luyện, mà là gõ hỏi độc thuộc về chính mình đại đạo tiên lộ. Nhìn đến hệ thống cái này phân tích, cố trảm hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, rõ ràng hệ thống phía trước phân tích qua, tu hành bí tịch tổng cộng phân làm thất tinh, có thể bây giờ lại phân tích đi ra, ngũ tinh cấp bậc Nguyên Anh công pháp liền đã là đỉnh phong, cái kia còn lại lục tinh cùng thất tinh lại là cái gì? Bất quá, cố trạm hắn cũng không có tiếp tục xoắn suýt. Xuyên trầm giọng nói, ngươi nói là. Dù sao, xoắn suýt cũng không có ý nghĩa, lập tức liền thôi diễn chuyển hóa võ đạo công pháp, sử dụng 200 ức EXP, chính khí phú lưu quyết thành công thôi diễn thành võ đạo công pháp, chúc mừng người chơi, đạt được ngũ tinh công pháp hạo nhiên quyết. Cố trạm nhìn một chút hạo nhiên quyết phân tích, trải qua hệ thống thôi diễn đã thành công thôi diễn trở thành một môn thuần túy võ đạo công pháp, tổng cộng phân là 17 tầng, phía trước 10 tầng 4 đối ứng võ đạo sơ cảnh mãi cho đến niết bàn chính cảnh, đằng sau 3 tầng vì niết bàn phía trên cảnh giới, cũng chính là tu chân giới nguyên anh tam đại cảnh giới. Cổ Khuynh Thành mở miệng nói, Huynh trưởng. Lúc này, hệ thống xuất hiện nhắc nhở, có hay không cùng cảnh chuyển tu, sử dụng 10 ức EXP cùng cảnh chuyển tu Hạo Nhiên Quyết, chuyển tu thành công Hạo Nhiên Quyết tu luyện tới tầng thứ 12, trước mắt cảnh giới vì Niết Bàn Thất cảnh. Chuyển tu thành công cái kia trong nháy mắt, Cố trảm liền cảm giác được thể nội thần lực biến hóa, phía trước Trường Xuân Công là thuộc về cái loại này tương đối thô bạo lực lượng, mà hiện tại Hạo Nhiên Quyết thì là xuất phát từ cái loại này chính khí dạt vào tràn đầy năng lượng, tại giữa thiên địa phù hợp độ cao rất nhiều của ta vẫn cảnh chi giao, ngươi có không có nghĩ tới, về sau cổ gia như thế nào đối mặt võ vương. Thuần túy độ cũng đề thăng rất nhiều. Cảm thụ một chút hạo nhiên chính khí lực lượng, cố trảm liền không có lại nhiều làm dừng lại, dù sao, hệ thống chuyển tu, đều là nước chảy thành sông, cũng không tồn tại bất luận cái gì không thích ứng tình huống, liền như là hắn là từ vừa mới bắt trải đứng dậy, nhìn thẳng cổ xuyên, nói ra, huynh trưởng, ta mười mấy tuổi liền tiếp nhận cổ gia, buông tha tổ địa, mang theo cổ gia đi kinh đô cự tuyệt thái tử mời chào lại đến đằng sau áp chú võ vương cố trảm nào một kiện sự tình nhìn lầm qua cổ xuyên cười lạnh nói phía trước nào một kiện ngươi đều không sai duy chỉ có áp chú võ vương này một kiện ngươi sai đến quá mức này một kiện cũng không phải ngươi làm ngươi thực cho rằng cổ gia có thể có được võ vương trọng dụng là bởi vì ngươi ta nói cho ngươi cổ khuynh thành ngươi vừa bắt đầu phái cổ kiều đi vân tây cũng đã đi nhầm cổ gia vốn liền đã không có hy vọng lại dựa lên võ vương là ta a à, là bởi vì ta võ vương mới cho cổ gia cơ hội khi đó võ vương còn thiếu một cái cổ gia ư cổ khuynh thành ngươi quá tự cho là đúng cổ khuynh thành sắc mặt trở nên âm trầm một hồi lâu nàng mới chậm rãi nói ra huynh trưởng ngươi lặng lẽ đưa đi võ vương phủ mật tính đã bị ta giữ lại ngươi đã đã trở về cái này vài ngày liền hảo hảo đãi tại trong nhà a à, ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi Dứt lời, cổ khuynh thành trực tiếp quay người ly khai, liền tại này thời điểm, một cái hộ vệ đi qua tới, nói khẽ, gia chủ, võ vương gọi ngài nhập vân thành. Cổ khuynh thành hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên còn là không khả năng hoàn toàn giấu giếm được võ vương phủ con mắt, bất quá, không sao, sẽ có người muốn đi vân thành, bất quá, không phải ta. Đình nghĩ mát bên trong, cổ xuyên chán nản ngồi ở trên ghế, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, một mực từ buổi sáng ngồi đến chạng vạn tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Có một vòng mặt trời đỏ, định dạng tại sườn núi, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem cái kia trời chiều, phản phất quay về đến khánh lịch năm năm ngày đó, chỉ bất quá, cái ngày đó là mặt trời đỏ mới lên, hắn nắm cố trảm tay, nói một câu, ta tại kinh đô chờ ngươi. Cái ngày đó, ánh sáng mặt trời vẫy xuống tại bọn hắn hai người trên thân, thân ảnh kéo đến rất dài rất dài, ký ức bên trong cái kia một trương non nớt tiếu dung là như vậy hăng hái, hôm nay, trời chiều vẫy xuống tại cổ xuyên một người trên thân, giống như ngày ấy, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài rất dài, chỉ là... Mặc dù là ngụy vô nhai đều kiên kỵ không thôi. Sau đó đến tiên môn hàng thế, cố trảm cũng đạt được qua không ít trận đồ, nhưng những này trận đồ thực tế ý nghĩa đều không lớn, đều là ý lại tại linh khí vận chuyển, tác dụng cũng đều là nhằm vào có chút đặc biệt công pháp hoặc là pháp thuật lên phụ trợ tác dụng. Bao quát trường minh tử đưa đến cái này mấy trương trận đồ, cũng cơ bản đều là khởi tụ linh khí tác dụng, hoặc là chính là phụ trợ nào đó công pháp hoặc là pháp thuật tu luyện. Duy chỉ có hai trương trận đồ, nhưng cố trạm ánh mắt sáng lên. Cũng không phải cái này hai trương có bao nhiêu đặc thù. Cái này hai loại trận tác dụng một loại là hội tụ linh khí kết hợp chung quanh đại thế có thể đề thăng đặc thù công pháp tu luyện giả chiến lực, một người khác là tu luyện cùng một loại công pháp người có thể tu luyện hợp kích trận pháp. Cái này hai loại trận pháp, tại tu chân giới rất thường thấy, nhưng là, cái này hai trương trận đồ trải qua hệ thống thôi diễn, lại xuất hiện không tưởng được tác dụng. Sử dụng 100 ức EXP thành công thôi diễn võ đạo trận pháp khốn thần trận, thiên địa đại thế vì trận, lấy phù văn làm môi giới che đậy thiên địa quy tắc có thể không hạn chế áp chế tu chân giả tu vi căn cứ hệ thống kỹ càng chú giải cố trạm minh bạch cái này khốn thần trận tác dụng dựa theo đặc biệt phương thức khắc hòa trận đồ cũng chính là tu kiến rộng rãi kiến trúc ví dụ như thành trì dựa theo đặc biệt quỷ tích chế tạo khắc ra đặc biệt phù văn chế tạo ra một tòa đại trận mà đại trận môi giới chính là đặc thù phù văn chi lực có thể thông qua đại trận cải biến đại trận bao phủ phạm vi bên trong thiên địa quy tắc do đó áp chế người tu hành tu vi cũng liền là nói không khác biệt áp chế chính là kim đang tu sĩ đi tới trong thành các loại thủ đoạn đều bị cực độ áp chế